Để bạn ghi hình lại. Rồi. Các anh em để ý nhé, các bạn có câu hỏi nào cứ 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 hỏi trên đây nhé, lát mình sẽ trả lời. Mình đợi thêm 2 phút nữa đi để cho một số bạn vào đông đủ rồi bắt đầu luôn. Vừa rồi mở nhạc xuân thấy vui không? Nhiều ông lại bảo là không có hợp, sao mà không hợp được? Giờ này có chứ còn gì nữa. Đó, đỏ sàn như vậy sao không hợp được? Có thì cái gì cũng đỏ hết, sàn nó cũng đỏ, coi cũng đỏ. Rồi ở nhà ăn Tết 2-3 tháng nè, đúng không? Thấy ngoài đường giống Tết không? Quá hợp rồi còn gì nữa. Xuân này con không về. Bỏ coi. Xuân này con không không về hả? Rồi để cắt chắc cắt YouTube đi. Các anh em ai đang nghe bên YouTube thì tham gia vẫn ổn và tốt. Ok, vậy thì YouTube chắc để lại ha. Rồi các bạn mà lát mà lắc quá thì chắc mình sẽ tắt YouTube, rồi anh em mình tập trung Zoom, rồi clip này sẽ được up lại lên YouTube sau ha. Up lại sau. Mình chỉ sợ là bị lắc thôi. Rồi, nguyên tuần vừa rồi vào một cái chuỗi series về phân tích kỹ thuật vừa rồi chúng ta đã được học. Buổi hôm nay cũng là buổi thứ thứ sáu đúng không? Buổi thứ sáu thì đối với các bạn những cái kiến thức vừa rồi chúng ta học á, có câu hỏi nào hay không? Có thì mình sẽ trả lời dần dần luôn. Dần trả lời cho mọi người luôn, giải đáp cho mọi người luôn ha. Rồi không thì chúng ta sẽ vào cái nội dung chính hôm nay. Nội dung chính hôm nay, nội dung chính hôm nay khá hấp dẫn nè. Đây. Không biết mấy bạn bên bên YouTube có xem được màn hình không ta? Các bạn có anh em là bên Facebook mà đang đang xem bằng cái đường link á thì click vào like một cái nha. Đây nè. Các bạn thấy được màn hình không ạ? Nội dung hôm nay chúng ta sẽ học về một phần cực kỳ quan trọng và nó cũng là cuối cuối những hầu như nó là cuối của cái buổi học về phân tích kỹ thuật cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học về quản lý vốn, xây dựng nhật ký giao dịch. Quản lý vốn, xây dựng nhật ký giao dịch. Thì một lát phần 1 á, bạn bạn Phong, admin Phong sẽ tổng kết lại nguyên một cái series phân tích cơ bản 5 buổi vừa rồi, bữa nay là buổi thứ 6. Và sẽ hướng dẫn cho các anh em có một cái nhìn tổng quan để xây dựng riêng cho mình một cái hệ thống giao dịch. Và những cái kiến thức vừa rồi của chúng ta các bạn đã dư sức tự soi kèo, tự kiếm ăn được. Cái vấn đề nằm ở chỗ là cái vị thế của các bạn như thế nào và quản lý vốn như thế nào, cách đi kỳ như thế nào thôi. Chứ nói về phân tích kỹ thuật thì đến thời điểm này các bạn dư sức, các bạn phải tự kiểm tra, tự soi kèo được. Đấy, rồi phần cuối mình sẽ hướng dẫn thêm một số thủ thuật để các bạn có cái cách kiếm tiền thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại trade coin ngon lắm, không biết ai như thế nào chứ. Các bạn biết không, con HT coi lướt này, coi lướt có tăng rất là nhiều số lượng. Lát cuối buổi cô bày cho cách. Sướng lắm, đã lắm. Rồi, phần 2 sẽ là quản lý vốn. Quản lý vốn, phần 2 này mình sẽ chia sẻ cho các anh em. Phần quản lý vốn và xây dựng một cái nhật ký giao dịch riêng cho bản thân mỗi người ha. Rồi cuối buổi ngày hôm nay như đã hứa lần trước, mình đã up một cái link, một cái quyển sách về một cái quyển sách về phương pháp Wyckoff hiện đại. Cái phương pháp này vừa rồi mình cũng đã đọc rồi và mình chắc có lẽ là những cái bạn mà đọc mà hiểu chắc khó lắm, tại vì nó cần kiến thức nhiều lắm. Thì chắc sẽ có một cái buổi riêng mình chia sẻ về những cái nội dung trong quyển sách này cho các anh em, để các anh em hiểu hơn, và buổi đó có thể là trả lời câu hỏi luôn cho mọi người. Có ai thấy màn hình không? Các bạn có thấy được màn hình mình đang share không ấy nhỉ? Nếu mà thấy đang thôi là đang lắc á, đang lắc á. Đấy. Rồi cuối buổi hôm nay mình sẽ up lại cái đường link để các bạn vào những cái quyển sách. Bài hôm nay là quà tặng và chỉ dành cho các bạn cuối buổi ngày hôm nay. Đó là cái quyển tài chính hành vi. Trời ơi, quyển này tuyệt vời lắm. Quyển này cô nói mấy ông mấy bà mà đọc vô rồi là phân tích tâm lý đám đông đến tâm lý cá nhân, trời nó bá đạo cực kỳ luôn. Và trong đây nó có cả kinh tế vĩ mô trong đó nữa. Cô chưa bao giờ cô đọc một cái quyển sách mà cô cảm thấy nó hay như vậy, cô nói thật. Nó tổng hợp như vậy. Quyển này cô đang đắn đo là có nên up chỉ dành riêng up cho anh em mình học viên hay không, hay là up cho cộng đồng. Nhưng mà hôm nay thôi để cô up luôn cho cộng đồng.
các bạn đọc đi, rồi cái nào không hiểu cô giải thích cho, nó tinh túy trong đó nhiều lắm, nó rất rất hay luôn, cực kỳ hay. Để cô up lại cái đường link nè bạn thấy nha. Đây nè, tôi có làm một cái tủ sách riêng của tôi, những cái sách mà tôi cảm thấy nó hay, cảm thấy nó tuyệt vời, cô đều scan hết, và cái file gốc thì cô cho, cô đọc xong rồi cô cho người khác để người khác đọc, người nào cần cô cho. Còn những cái file mà cô, những cái sách mà cô cảm thấy hay, cô đều scan lại và cô làm thành một cái thư viện riêng của tôi. Vừa rồi cô mới up một cái file này nè, đúng không? Đó, phương pháp quay cọp, đúng không ạ? À? Đây, up cái file. Và cái file này, cái thư viện này cô đổi link liên tục à. Ai mà đã vào trong thư viện này thì ngồi yên, các bạn mà out ra các bạn không có vô lại được đâu. Các bạn không có vô lại được đâu, cô đổi link liên tục mà. File bị lỗi hả? À? Cô xem cô click vào cô xem vẫn được mà, các bạn check lại xem. Các bạn check lại xem như thế nào đây, cô mở cô vẫn xem được đấy. Đó, có một số bạn coi được đấy. Giải nén ra mà, à, file bình thường đấy chưa? Đây, sẵn đây cô mở luôn cho các bạn xem. Trời ơi, nó hay lắm. Đợi nha, đợi một tí nha. Đó, đây là cái quyển tài chính hành vi. Quyển tài chính hành vi. À, nhiều bạn có thể là sẽ không có thời gian đọc đúng không ạ? À? Nhà các bạn bao việc, không có thời gian đọc. Ok, tôi đọc. Xong rồi tôi sẽ review lại cho các bạn những tinh túy của những quyển sách này luôn. Đó, sướng không? Chỉ sợ các bạn lười nghe nữa thôi cô chịu. Đã lười đọc mà còn lười nghe, lười học nữa thì thôi. Đó là thua. Đây nè, các bạn xem cái mục lục của nó nè. Rất là hay luôn. Đó. Kinh tế học, cân cổ điển, lý thuyết hữu dụng, kỳ vọng, thái độ đối với rủi ro, đúng không ạ? Rồi nè, định giá rủi ro, thị trường hiệu quả, trời ơi cực kỳ hay. Tài chính hành vi chính xác cực kỳ hay. Ai đã đọc rồi sẽ biết. Ở đây sẽ có những cái mẫu hình lý thuyết triển vọng. Hay lắm. Không thể vừa nghe vừa vả được. Thầy up lại cái cuốn dự báo chiến lược kinh doanh, ok. Cái quyển đó cô đọc rồi nhưng mà cô thấy nó không có hay lắm, cho nên hình như đợt đó cô không có scan. Cô không có scan, nhưng mà nếu muốn thì cô sẽ scan lại. Không có nhiêu tiền cả. Phương pháp quay khóc chấm ráp bị lỗi rồi anh ơi. Sao nhiều bạn vẫn coi được nè? Nhiều cái bị lỗi là do các bạn không dạ, không có cái file đọc giải nén nó ra đó nha. Có một số bạn giải nén ra vẫn coi được nha. Nhiều khi các bạn không có, các bạn dùng bằng mắt bút á, các bạn đau và nhiều khi nó không có cái đuôi này, không giải nén được á. Đó, không giải nén được á. Ứng dụng cho tài chính nè, trời ơi nhiều lắm, cái quyển này cực kỳ hay luôn các bạn. Các bạn mà không có thời gian đọc yên tâm, tôi sẽ review cho các bạn, bảo đảm cực kỳ sướng. Hôm nay live bất ngờ bên Yukobi cho nên chắc ít bạn tham gia nè, ít bạn biết nè. Các anh em đang bên YouTube chắc qua bên bên Zoom đi nha. Bên Zoom đi. 117 lượt, nhiều đấy. 117 lượt. Rồi cái phương pháp mà quay cọp mà các bạn đang đang đọc á, các bạn cứ đọc trước đã đi. Rồi nếu mà ai ai đã đủ kiên nhẫn đọc hết rồi á, rồi sắp tới có câu hỏi nào mình sẽ trả lời cho đó. Phương pháp nó hay lắm, và cái hay ở cái chỗ là đối với anh em học bên tư học viên mà đọc cái quyển đó, các bạn sẽ thấy không có gì xa lạ đó. Tại vì tất cả những cái mà anh em mình tư học viên mình ngồi thực chiến nhận định những cái nội dung trong đó, thậm chí những cái chiến lược trong cái quyển đó nó đề cập, nó đều nằm trong những cái mà chúng ta đang thực chiến mỗi ngày, và gì ạ à? Và nó lại nằm trong cái hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch của chúng ta cũng nằm trong đó luôn. Cũng nằm trong những cái điều kiện trong đó luôn, các bạn nghiệm lại đi xem có phải hay không. Đúng không? Phân kỳ ba bước cũng trong đó luôn. Nó trong đó hết. Thậm chí chúng ta cái mà chúng ta học nó còn dễ hiểu hơn cái quyển đó nữa. Ví dụ trong đó nó có đề cập phân kỳ ba bước. Các bạn nên các bạn check lại xem ai đã đọc quyển đó thì thấy cực kỳ vi diệu, cực kỳ hay. Đúng không? Trong khi cái nguyên tắc, cái nguyên lý phân kỳ ba bước của chúng ta nó dễ hiểu hơn trong quyển đó nhiều. Dễ hiểu hơn rất nhiều. Đấy. Rồi lên 300 em rồi nè. Thôi chúng ta bắt đầu ha. Chúng ta bắt đầu ha. Em mới mua cái quyển quyển đó 99k, ok. Và chia sẻ với các anh em đọc sách á, các anh em đừng có giữ sách.
các bạn đừng có giữ sách, các bạn đọc xong các bạn thấy cái quyển nào hay thì các bạn tìm cái người nào mà đam mê sách các bạn cho đi, và các bạn quý, các bạn muốn giữ lại cái quyển đó thì các bạn đi scan thành một cái file file sách online, các bạn giữ lại thôi thì sách nó mãi mãi. Còn hơn các bạn chứa chực nhà xong rồi để lâu đó nó hư và cái xác cái file cứng đó, nó không có được truyền đến cái người đọc, chỉ có một người đọc. Cái thói quen rồi cô luôn cho sách nha, cô không có giữ, cô không có giữ những cái sách. Hay hay lắm, gửi cái link thư viện này nó có vào được đâu. Cô đổi link rồi các bạn không có vào được đâu. Cái link cô đổi liên tục mà. Và cái thư viện của cô chỉ dành cho anh em nào mà tham gia những cái buổi Zoom như vậy, đến cuối buổi thì tôi gửi cái đường link để các bạn có khoảng 6 có 12 cho đến 24 tiếng để các bạn join vào. Sau đó cô đổi link đây nữa để cô không muốn cho người ngoài vào cái thư viện nhà tôi. Không muốn cho người ngoài vào thư viện nhà tôi. Cô chỉ dành cho các anh em mà đã tham gia những buổi Zoom học liên tục như vậy, cuối buổi cô có cái quà tặng nha các bạn. Cô tặng. Và trong cái thư viện đó các bạn biết không, cô up chơi những cái clip học mà rất là giá trị bằng clip nha chứ không phải bằng sách không. Nhiều lắm, các bạn học trong đó không, cái level các bạn lên rất là cao. Link vào được ha, link vào được thì để cô đổi cái link lại. Đợi một tí cô đổi cái link lại. Đổi đừng liên lại. Đát cuối buổi cô mới up. Đó, đổi lại đó. Đổi vào. Ok chưa? Rồi. À, bắt đầu ha. Thôi chúng ta bắt đầu ha. Nãy giờ chém gió để kéo giờ để các bạn vào đông đủ thôi chứ không gì hết á. Đây là một cái khổ cực. Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nội dung chính hôm nay ha. Các bạn, nguyên tuần vừa rồi các bạn có câu hỏi nào không ạ? Có câu hỏi nào không ạ? Hoặc là một lát có câu hỏi nào các bạn cứ viết lên đây nha. Hôm nay mình và Phong sẽ giải đáp, trả lời cho các bạn. Bài hôm nay rất là quan trọng về quản lý vốn và tâm lý, giao dịch rồi đủ thứ trong đây. Nếu các bạn chịu hỏi thì tôi sẽ chia sẻ. Còn không thì nói chung các bạn hỏi đến đâu tôi sẽ nói đến đó thôi. Ha. Rồi, thôi chắc mình nhường sân khấu lại cho Phong ha. Mình nhường sân khấu lại cho Phong ha. Vâng, cảm ơn thầy. Em xem màn hình nhé. À, mọi người thấy màn hình mình chưa nhỉ? Ok đúng không? Rồi thì thầy gặp không? Vậy thì nhá, tắt vẽ bậy đi. Nói chung là mình zoom thì các bạn muốn vẽ không vẽ được đâu. Rồi. Ok. Với phân tích tâm lý này. Rồi. Nói chung là các bạn có câu hỏi gì thì cứ viết ra, xong rồi kéo nữa thì anh Thành sẽ trả lời nhá. Rồi. Vậy bậy. Rồi. Thế thì cái series phân tích kỹ thuật cơ bản của chúng ta ấy, cuối cùng thì nó cũng đi đến những cái buổi cuối rồi. Chúng ta sẽ còn một buổi thực chiến nữa vào thứ năm. Và sau đấy thì là nếu như mà các bạn có nhu cầu ấy, thì bọn mình vẫn sẽ tổ chức thỉnh thoảng Zoom một vài buổi để thực chiến. Còn đâu về mặt lý thuyết thì là cái series phân tích kỹ thuật cơ bản này đã kết thúc. Chúng ta trong 5 buổi vừa rồi ấy, thì chúng ta cũng đã học được khá nhiều đúng không? Từ những cái cơ bản nhất như là hàng cỡ hỗ trợ này, để mình viết ra đây. Một này, hàng cỡ hỗ trợ đúng không? Hai là lý thuyết đao. Ba là trendline. 4 là mô hình, 5 là Fibo. Đấy. Thì đây là 5 cái kiến thức nền về phân tích kỹ thuật. Nó rất là cơ bản nhưng nó cũng rất là hữu dụng. Và nếu như mà các bạn không nắm vững được những cái cơ bản nhất này ấy, ừ, còn Sonic A nữa, quên đấy. Cái bài Sonic A thì là nó ở EMA nhỉ, đúng không? Tức là mình thiếu một bài EMA ở đây. Không nhớ là nó nằm ở đâu.
Chắc là thử ở đây. À, thứ tự thì cũng không quan trọng lắm. À, thấy thiếu thiếu cái gì. À. Đấy, thì chúng ta có những cái này và các bạn xác định là đây là những cái viên gạch rất là nền tảng để chúng ta xây dựng một cái móng. Và việc các bạn nắm thật là vững những cái kiến thức này ấy, nó đã thừa đủ để cho các bạn làm được rất là nhiều điều rồi. Những cái mà các bạn học và việc các bạn cố gắng đi mà tìm hiểu những cái kiến thức mà nó cao siêu ấy, thật ra là nó đều sử dụng những cái kiến thức nền tảng này và nó phát triển lên thành những kiến thức cao hơn. Tuy nhiên nếu như các bạn không nắm được những cái kiến thức nền ấy, thì thật sự là các bạn học những kiến thức cao thì nó lại có khi nó lại trở thành một cái cản trở các bạn. Bởi vì các bạn biết càng nhiều ấy thì các bạn sẽ càng khó để mà các bạn có thể đưa ra quyết định cho chính bản thân mình. Lúc đấy trong trong đầu các bạn nó sẽ có quá nhiều kiến thức. Và đây là một cái lỗi rất là khó sửa và khá là hay gặp mà anh có nhắc đến trong cái bài tâm lý của team học viên. Tức là trong đầu có nhiều kiến thức thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều các cái kịch bản mà giá nó có thể chạy. Nhưng mà market ấy, thì nó lại chạy theo cái ý muốn của nó sẽ không theo những kịch bản bạn vẽ ra. Và khi mà các bạn có quá nhiều kịch bản thì các bạn sẽ không biết là các bạn nên làm gì. Ví dụ các bạn đánh cho Sonic A thì nó cho các bạn là đánh lên, nhưng mà ở trên ngay các đấy, ngay trên đấy các bạn lại gặp một cái kháng cự hỗ trợ. Thế xong rồi là đến lúc gặp cái Ichimoku hay là Elliot gì đấy, các bạn phân tích thì lại thấy nó đang đi xuống nhưng không phải là đi lên. Đến lúc các bạn sẽ rất là khó để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho chính bản thân mình. Và nhiều người không biết thì họ vẫn đang cố gắng để đi tìm cái chiến thánh, là đi học hết tất cả những cái này cái kia, kiến thức này xong kiến thức kia, ông đi thử cái này cái kia. Thì thật ra họ không hiểu được một điều là những cái kiến thức đấy khi họ không hiểu rõ thì nó lại quay ngược trở lại, nó làm hại đến bản thân mình. Đấy. Thì đây là những cái mà chúng ta đã được học. Vậy thì phân tích kỹ thuật nó có thể sử dụng những lúc nào và nó có nhược điểm gì? Thì nói luôn với các bạn là phân tích kỹ thuật nó có thể dùng rất tốt đối với những thị trường hay là những cái đồng coin hoặc là cả bên chứng khoán, thế là những cái chỗ mà nó có lượng thanh khoản đủ lớn để một nhà tạo lập thị trường khó có thể thao túng được nó. Khó thôi, không phải là hoàn toàn không thể, nhưng mà sẽ rất là khó và nó tuân theo cái quy luật cung cầu một cách tự nhiên của đám đông. Tức là cái lượng thanh khoản của nó phải đủ lớn, ví dụ giống như là top coin ấy, là các bạn dùng phân tích kỹ thuật nó sẽ rất là ok. Tuy nhiên nếu là các bạn mà muốn sử dụng phân tích kỹ thuật cho những cái con mà nó vừa mới được list sàn ấy, hay là những cái con mà vốn hóa nó quá bé, thì thường các bạn sẽ rất là khó khăn khi mà sử dụng phân tích kỹ thuật. Và các bạn hiểu là kể cả những đội cá mập ấy, hay là sàn ấy, thì họ đều có những đội ngũ phân tích kỹ thuật và những đội ngũ này cực kỳ giỏi, họ nắm tâm lý nó rất giỏi. Thế cho nên đối với cả những cái đồng coin mà thanh khoản nó thấp ấy, thì chính phân tích kỹ thuật nó lại trở thành công cụ để mà những nhà tạo lập thị trường họ điều khiển đám đông. Ví dụ như là chúng ta thấy là ở đây, giả dụ đây không phải là Bitcoin, như trường hợp này chẳng hạn. Nếu như mà đối với cả một cái đồng coin, giả dụ đây là một đồng coin thanh khoản thấp ấy, thì cái việc mà họ đẩy giá đồng coin thủng qua một cái ngưỡng gì đấy, xong rồi nó bật lên ngay lập tức, và nó làm cho chúng ta, nếu mà chúng ta đánh theo những cái phân tích kỹ thuật như vậy, là sẽ rất là dễ mất tiền. Như ở đây là chúng ta dính một cú là nó thủng xuống, nó lại bật lên ngay này, và trên này này. Nếu mà chúng ta vẫn đánh thì có vẻ chỗ này, nếu mà ai mà không kiên nhẫn mà đợi được cái cây nến này nó đóng cửa ấy, thì có phải chúng ta vào lệnh luôn và chúng ta cũng bị dính SL không? Đấy. Thì đối với những đồng coin mà thanh khoản thấp, mình sẽ lấy một cái ví dụ để cho các bạn hiểu thế nào là thanh khoản thấp. Thì chúng ta giả dụ chúng ta nhìn cái đồng coin này. Nhìn chart 4 giờ. Và chúng ta thấy là nến nó không hề liên tục. Các bạn thấy là đây, đây là cái điều đặc trưng và điển hình của một đồng coin có thanh khoản thấp.
bạn cứ nhìn những đồng coin này thì các bạn sẽ hiểu là phân tích kỹ thuật đối với những đồng coin này không quá chính xác. Và chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào những đồng coin như này được. Thế nên là các bạn nên tránh những đồng coin như vậy. Được không nhỉ? Tất nhiên là nhiều người dùng thì cũng chả có gì sai cả. Có điều là chúng ta tiền thì tiền của chúng ta nên chúng ta phải tự giữ đúng không? Cái gì tỷ lệ thắng cao thì chúng ta làm, không thì thôi. Đấy. Rồi, thế thì từ những cái kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản này, những cái này thì làm sao để chúng ta tự xây dựng được một cái hệ thống giao dịch cho riêng mình. Các bạn muốn thắng được trong cái thị trường này, các bạn bắt buộc phải tự xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch. Tất nhiên là có rất nhiều những cái hệ thống giao dịch ở trên mạng, các bạn có thể rất là dễ dàng tìm thấy. Bây giờ chỉ lên Google đánh phát hệ thống giao dịch là nó ra cả tá. Và những bạn nào mà lười nữa mà muốn dùng những cái hệ thống mà đã được kiểm nghiệm ấy, thì các bạn có thể lên Forex Factory, ở trong đấy nó có những cái mục riêng về hệ thống giao dịch ở trên cái phần trading system ấy. Đấy, thì ai muốn thì có thể lên đấy tìm. Tuy nhiên là mình cũng muốn nhắc với các bạn điều như thế này. Tức là cái hệ thống giao dịch nó có hiệu quả hay không ấy, nó còn phụ thuộc vào cái tính cách này, cái nguồn vốn này, kinh nghiệm này, tâm lý của từng người. Không phải là cứ thấy một người sử dụng một cái hệ thống giao dịch nó có thành công thì chúng ta vác về chúng ta sử dụng là chúng ta cũng sẽ thành công, không phải như vậy. Game nếu mà như vậy thì quá dễ rồi, ai cũng giàu rồi. Cái điều thú vị ở đây ấy là cho dù có cùng một ông thầy chia sẻ hết tất cả mọi thứ dành cho một nhóm học viên thì cuối cùng kết quả của những người ở trong nhóm học viên đấy đều sẽ khác nhau. Không có một ai có kết quả giống nhau hết. Thậm chí có người thắng và cũng có người thua. Cái này thì mình không phải là mình chém gió, mà bởi vì là mình từng đọc được ở trong một cái quyển của nói về ông nào ấy, là vì đọc lâu rồi không nhớ cái đấy nữa. Và mình tự rút ra kinh nghiệm ở trong cái nhóm học viên của mình thôi. Mình thấy là như vậy. Thế cho nên các bạn hiểu là không phải là người khác đánh thắng thì các bạn cũng đánh theo, các bạn cũng sẽ đánh thắng được. Thế cho nên chúng ta muốn chiến thắng trong thị trường này một cách lâu dài và bền bỉ thì chúng ta buộc phải tự xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch nó gồm có những cái yếu tố như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta phải xác định được xu hướng của thị trường là cái đầu tiên. Bất cứ một hệ thống giao dịch nào cũng phải xác định được xu hướng thị trường, đấy là điều quan trọng nhất. Ở đây thì chúng ta có khá nhiều cách. Nếu như mà các bạn chưa quen sử dụng Sonica, các bạn có thể chỉ dùng bằng mắt thường. Và chúng ta có thể nhìn thấy rất dễ dàng thôi, nó không hề khó gì cả. Đấy. Như ở đây là đi ngang đúng không? Đi ngang một biên độ rất là rộng. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái khung nhỏ hơn thì chúng ta sẽ thấy là 4 giờ đã đang giảm. Đúng không? Nó rất là dễ thôi, nó không không hề khó một cái gì cả. Các bạn thấy nó giảm thôi. Đừng phức tạp hóa quá. Cứ trực quan, nhìn thấy nó giảm thì nó giảm. Còn ai mà muốn nói cụ thể rõ ràng thì đây chúng ta thấy là có cấu trúc thị trường đúng không? Đáy sau này, đỉnh sau này, đáy thấp hơn này, đỉnh thấp hơn này, đáy thấp hơn này, đỉnh thấp hơn này, đáy thấp hơn này. Đấy. Thì giảm rõ ràng rồi, chúng ta đâu có cần phải dùng cái gì cao siêu đâu. Còn đâu, nếu mà các bạn muốn nhìn nhanh ấy thì chúng ta chỉ cần nhìn một phát là chúng ta bật Sonic A lên là chúng ta thấy đây. Đấy. Thì ở nguyên cái đoạn này là giá nằm dưới Sonic A luôn đúng không? Thì đây là đã giảm. Chỗ này Sonic A đang đi ngang, nó cắt ngang qua giá liên tục tục thì chúng ta nói là nó là đi sideways. Vậy thôi. Đấy, thì cái việc mà các bạn nhìn xu hướng ấy thì đầu tiên là chúng ta đối với cả những bạn mà muốn đánh kích trên dài hạn ấy thì chúng ta nhìn thậm chí là nhìn khung wick. Khung wick thì đối với khung wick hiện tại chúng ta vẫn đang nói là nó ở trong một đà tăng, chưa phải một đà giảm. Đó. Cái việc chúng ta xác định là tăng hay giảm là chúng ta nhìn cái EMA 89. Để chắc ăn thì nó cần phải nằm phía trên cả dãy rồng, và dãy rồng thì nó sắp xếp ở phía trên EMA 89 thì đấy là điều chắc ăn nhất. Tuy nhiên là chúng ta có thể vẫn có thể nói nó nằm trên EMA 89 thì nó vẫn đang trong xu hướng tăng. Có điều giá nằm kẹp giữa EMA 34 và EMA 89 thì nó đang ở một cái xu hướng không xác định, nhưng nó không phải là đà giảm, được chưa? Trên khung tuần.
xong rồi chúng ta chuyển xuống khung ngày. Đấy. Và khung ngày thì nó nằm ở đa giảm rồi, được chưa? Thì khung H4 thì là đa giảm. Đấy, thì đấy là đối với những bạn đánh kích trên. Còn mà chúng ta đánh margin ấy, thì chúng ta chỉ cần nhìn H4 là đủ rồi. H4 xong rồi tụt xuống H1. Đấy, và 15. Thì chúng ta thấy là một cái xu hướng là xu hướng đối với những bạn đánh margin là như thế. Đấy là cái đầu tiên chúng ta cần phải xác định, đấy là xu hướng. Và nếu như mà đang ở trong xu hướng giảm thì exchange đứng ngoài, margin chúng ta canh sell xuống. Cái thứ hai mà chúng ta cần biết, tức ở trong hệ thống giao dịch cần có ấy, thì nó là một cái điểm entry. Điểm entry thì dựa trên những gì chúng ta đã học, chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta có thể và để tìm điểm entry đúng không nhỉ? Cái chữ ấy của mình đâu à? Hay nãy xóa sừ mất rồi. Mọi người nhìn cái chat của mình có bị giật không nhỉ? Kiểu mạng nó lag ấy. Mình đang tìm lại cái đây à? Có nãy xóa đi mất. Ok. Rồi thì từ những cái như thế này ấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái điểm thứ hai của hệ thống giao dịch, đấy là chúng ta entry ở đâu. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn lại cái này. Mình sẽ kéo vào khung M15. Ví dụ đánh các bạn đánh exchange nhá, thì chúng ta sẽ entry ở khung H4. Đúng không? Nhìn nhìn xu hướng chính ở D1. Cái chữ đây đâu rồi ta? Này đi. Đây à. Nhá. Khung lớn là để xác định xu hướng này. Chịu khó khó nghe thì xem lại sau cũng được. Xu hướng thì chúng ta sẽ xác định ở khung lớn dần dần xuống khung nhỏ. Còn điểm entry thì chúng ta sẽ nghe chúng ta sẽ tìm ở khung nhỏ. Ví dụ ở trong khung nhỏ như thế này, nếu như chúng ta tìm điểm entry dựa vào kháng cự hỗ trợ thì các bạn sẽ vẽ những cái kháng cự hỗ trợ ra. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là đây có một cái vùng hỗ trợ này, phá hỗ trợ và thuận theo xu hướng ra thì chúng ta sell xuống, được chưa? Ở chỗ này phá hỗ trợ tiếp này, chỗ này phá hỗ trợ tiếp này, nhưng mà chỗ này thì bị chúng ta coi như là chúng ta SL một lệnh, đúng không ạ? Đúng ra chúng ta sẽ đặt SL ở phía trên này, nhưng mà nó cũng liếm cả SL xong rồi nó mới lại đi xuống lại, thì chúng ta chấp nhận là chúng ta SL một lệnh. Những bạn mà theo trường phái đánh bắt đỉnh bắt đáy ấy, thì các bạn có thể đây có thể treo xuống như thế này cũng là thuận xu hướng. Chúng ta nhớ nhớ là phải đánh thuận xu hướng nhá. Thì đây là cách entry theo kháng cự hỗ trợ này. Ở chỗ này chúng ta có một cái entry tiếp thì nó cứ thế treo xuống thôi, được không nhỉ? Cho đây các bạn kháng cự hỗ trợ bằng treo xuống này đấy. Cho này lên quay lại test này, xem xuống tiếp, được chưa? Các bạn đánh theo Sonic A ấy, thì các bạn sẽ có những cái điểm entry như thế nào? Tức là khi mà giá nó quay lại nó test EMA34 thì các bạn sell xuống. Được không? Cho này test EMA34 thì các bạn cứ thế các bạn sell xuống thôi. Đấy, cho anh quay lại test EMA34 thì sell xuống này. Đà giảm này, cứ thế test thì sell xuống thôi. Đấy. Chỗ này phá lên nhưng mà nó không tăng được thì chúng ta nếu như mà theo EMA ấy, thì chỗ này cũng có thể sell xuống này, khi mà nó lên nhưng mà nó không khẳng định được đà tăng ấy mà nó lại tụt xuống dưới EMA34 và 89 ấy, thì chúng ta cho anh sell xuống được. Hay sell xuống được. Cho anh quay lên lại, test thì lại sell tiếp. Được không? Thì đấy là những cái EMA entry theo EMA. Bây giờ các bạn entry theo 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 trendline đúng không? Thì các bạn có thể entry như thế này. Ở đây sell xuống chỗ này, còn nếu mà bạn nào vẽ trendline như thế này ấy, thì chỗ này sell xuống này. Đấy. Đây. Đấy, đây cũng entry thủng này thì sell xuống, được chưa? Thì đấy là theo trên line đúng không? Theo mô hình thì xem chúng ta xem ở đây có mô hình gì. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái cờ này, cờ này thì nó không đẹp lắm nhưng mà mình nghĩ nó vẫn có thể coi là một cái cờ được đấy. Đúng không? Thì chúng ta có cả cái này rồi đây, thì chúng ta sell xuống và target đến đây, bây giờ tiếp theo này chỗ này là có một cái cờ khác này.
Đấy, thì chúng ta SEO xuống và chúng ta target như này. Đấy, khá là chuẩn xác đúng không? Nó về đúng đến cái cán cờ này thì nó bật lên này. Bây giờ mình nhìn tiếp là mô hình thì nó có rất là nhiều mô hình ở đây. Các bạn nhìn thấy chỗ này, có một cái mô hình nữa là mô hình zigzag. Thì thật ra nó là áp dụng lý thuyết DAO thôi. Các bạn nhìn thấy là ở đây nó như này. Quay lên, ngoài quay xuống. Thì mình hay gọi là mô hình chữ Z. Đấy, thì nó phá ở chỗ này thì chúng ta có thể sell được. SL trên này thì nó không dính vào, cuối cùng nó tụt nó đi xuống đúng không? Đấy. Còn nếu mà không ấy thì các bạn có thể nhìn thấy một cái mô hình khác ở chỗ này. Đấy, nguyên cả một cái đoạn này này. Nó đi trong một cái hộp như này. Đấy. Thì bạn nào đánh theo mô hình, đánh theo cái hộp sideways thì như này, và chúng ta nhìn thấy là nếu như mà chúng ta coi cả cái này là một cái mô hình ấy thì chúng ta có một cái cờ rất là dài như này. Mình sẽ đổi nó thành màu xanh. Đấy, và target chúng ta ở đâu? Cái này ở đây. Chuẩn không? Đấy, đo từ cái điểm mà ở phía trên lần cuối cùng nó chạm cái biên trên ấy thì chúng ta thấy là nó về đúng cái cạnh này chúng ta. Đấy không? Các bạn nhìn mô hình nhiều các bạn sẽ thấy là nó thật sự là nó không hề khó một tí nào cả, đúng không ạ? Cứ nhìn nhiều các bạn sẽ nhận ra thôi, ví dụ chỗ này là một cái chữ Z này. Đấy. Đấy chưa? Rồi. Tiếp theo nhá. Để mình xóa bớt mấy cái này đi cho đỡ rối. Rồi. Đấy, mô hình EMA Sonic A thì rồi. Fibo thì bây giờ chúng ta entry theo Fibo thì như thế nào? Các bạn cứ nhắm thuận xu hướng các bạn đánh thôi. Không thể nào, chúng ta rất là khó khó để mà thua luôn. À, ví dụ như này. Đây chúng ta có gì? Được chưa? Entry theo Fibo. Đúng không? Giá giảm này, xong hồi về này. Chúng ta thấy nó hồi về đúng 0.618 nó bật xuống đúng không? Thì chúng ta có thể sell chỗ này, sell 0.5. Đấy, SL trên này. Đấy. Rồi, xong rồi đo target xuống thôi. Ví dụ các bạn mà không sell kịp ở đây nhá. Thì đây. Chỗ này hồi về 382 xong sell xong bật xuống này. Rồi. Ví dụ nếu chúng ta coi cả cái đoạn này là một cú giảm nhá, thì chúng ta đo từ trên này xuống nhá. Được chưa? Nó hồi về đúng 0.5 này, chúng ta đã có một cơ hội sell xuống này. Được không? Tiếp nhá. Nếu mà tao coi coi cả cái đoạn này là cú giảm này. Đâu à? Ừ, không, chỗ này nhìn thấy không ổn. Chỗ này thì theo kháng cự hỗ trợ thôi. Đây, chỗ này các bạn có thể nhìn thấy là nó cũng là một cú giảm này, và chúng ta nó cứ đoạn hồi về thì chúng ta ấy thôi. Chỗ này nó chạm 34 thì nó không lên đến được đây, nhưng mà xong rồi nó vẫn tụt xuống. Đấy. Thì đấy là mình ví dụ rất là nhanh cho mọi người những cái điểm entry và các bạn có thể tự ghi nhớ nhé. Đấy, thế thì cái điểm entry nó còn hay ở một chỗ nữa là gì? Tức là bây giờ tất cả những cái này các bạn đều có thể sử dụng một cái lý thuyết DAO để các bạn áp vào. Và khi mà những cái điểm entry như vậy áp thêm lý thuyết DAO vào thì tỷ lệ thắng của các bạn sẽ rất là cao. Được không nhỉ? Ví dụ như ở đây nhá. Chỗ này là một cái đà giảm này. Nếu mà chúng ta entry theo kiểu là trendline này và chúng ta sử dụng thêm lý thuyết DAO ở chỗ này là nó phá lý thuyết nó phá DAO này, giá phá DAO đi xuống này. Mọi người nhìn thấy không? Này, xu thế cấp 1 này, xu thế cấp 2 này và phá cái điểm thấp nhất của xu thế cấp 1 thì xu thế cấp 2 được khẳng định là giảm tiếp. Thấy không? Đúng không? Như chỗ này nhá. Ở đây là kháng cự hỗ trợ này. Giá nó phá xu thế cấp 1 này. À, nó phá qua chỗ này thì đồng thời nó phá kháng cự hỗ trợ và nó cũng phá luôn cái điểm down ở đây. Đấy. À, các bạn nếu mà đánh theo chỗ này đánh theo Fibo thì nó cũng ra như vậy thôi. Đấy. Hồi về xong rồi bật qua chỗ này thì chúng ta vào ở đây là vào theo Fibo là vào sớm, còn không thì chúng ta đợi phá lý thuyết down. Nói chung cái lý thuyết DAO nó sẽ là nền tảng cho các bạn làm bất cứ một cái việc gì ở trong phân tích kỹ thuật. Các bạn cứ nhớ rằng phá DAO là các bạn sẽ có cơ hội chiến thắng rất cao. Tuy nhiên là nhiều bạn sẽ hay gặp trường hợp DAO fake.
Ở chỗ này thật ra nó cũng có thể gọi là một lần fake. Và lần này thì chúng ta chấp nhận SL một lần. Đúng không nhỉ? Nó hơi giật đấy. Chịu khó một tí, mình sẽ cố gắng nói chậm lại. Hôm nay nói chậm hơn lần trước rồi. Chúng ta sẽ có những lần fake. Tuy nhiên là tỷ lệ mà có cần đồng nến, chờ đồng nến, tốt nhất là chờ đồng nến. Đấy nhỉ? Sẽ có những lần fake, nhưng mà cái tỷ lệ thắng của chúng ta đánh như thế này nó sẽ rất là cao. Và các bạn chỉ cần tỷ lệ chiến thắng cao thôi, chung cuộc chúng ta sẽ thắng. Ok chưa? Thì đấy là điểm entry. Thế chúng ta SL ở đâu? Entry xong là phải nhớ đến SL trước, chứ không phải là chúng ta tìm 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 TP trước. Thì cái điểm SL sẽ luôn là ở phía trên kháng cự gần nhất hoặc là ở phía dưới hỗ trợ gần nhất. Ví dụ các bạn xeo ở đây xuống. Như theo lúc nãy thì chúng ta sẽ phải đặt L phía trên này. Đúng không nhỉ? Còn nếu mà chúng ta xeo theo cái kiểu phá đao ở đây này. Phá đao ở cái hộp hỗ trợ mà mình vừa vẽ nhá. Ví dụ các bạn xeo xuống từ điểm này, các bạn xeo này. Mình đổi nó thành mũi tên màu vàng. Thì chúng ta sẽ phải SL trên kháng cự gần nhất là phía trên này. Vâng, ok không? Thì đấy là L, tức là cứ nhớ là cái vùng kháng cự hỗ trợ gần nhất ở đâu thì chúng ta SL phía trên hoặc phía dưới cái vùng đấy. Ok nhá. Còn cái cuối cùng là cái điểm TP. Thì các bạn đánh theo cái gì các bạn sẽ có TP theo cái kiểu như vậy. Nếu các bạn đánh theo kháng cự hỗ trợ ấy, thì các bạn sẽ TP đến cái vùng kháng cự hỗ trợ ở phía ở gần nhất mà chúng ta có thể nhận diện được. Đấy, còn theo lý thuyết đao thì là cũng là kiểu kháng cự hỗ trợ thôi. Đại khái chúng ta sẽ TP để ở chúng ta sẽ nên đặt TP ở cái vùng cản gần nhất, đúng không nhỉ? Vì thường thì đến những vùng cản đấy thì nó sẽ có phản ứng. Còn đâu là các bạn mà muốn gồng lệnh thì chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật khác mà nếu như mà sau này mà có những cái buổi nâng cao thì mình sẽ giới thiệu sau. Còn chủ yếu chúng ta sẽ TP ở những cái vùng đỉnh đáy trước đó. Ai mà TP theo mô hình thì nhớ cái TP của mô hình. Bài mô hình chúng ta cũng học rồi. TP thì có TP theo kiểu Fibo nữa. Nếu các bạn sử dụng Fibo extension ấy, ví dụ như là nếu mà chúng ta xác định là đây là một con sóng giảm chính và đây là sóng hồi này thì chúng ta đo TP theo cái kiểu là TP theo extension ấy. Được chưa nhỉ? Là chúng ta TP ở đây. Là giá đến đúng 1.0 là nó bật lên nó có phản ứng này. Xong đến 1.618 là chúng ta thấy là có vùng TP thứ hai. Đến 2.618 là có TP thứ ba đúng không? Nó bật lên ngay. Đến TP thứ tư là 3.618, các bạn thấy chuẩn không? Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái TP theo Fibonacci. Nhớ không? Và đó là bốn cái yếu tố chính mà một cái hệ thống giao dịch cần có. Các bạn xây dựng cái hệ thống giao dịch nào thì các bạn cũng cần có một cái có một cái setup mà nó thỏa mãn và nó cho bạn đầy đủ bốn cái điểm như vậy. Và cái điều cuối cùng đối với một cái hệ thống giao dịch ý, là cái hệ thống giao dịch đấy của các bạn phải được thử nghiệm ít nhất 6 tháng. Lý do vì sao thì mình sẽ không giải thích ở đây. Tuy nhiên là các bạn cứ hiểu là nếu như mà nó không đủ 6 tháng thì nó sẽ không thể trải qua tất cả các giai đoạn của thị trường được. Đấy. Và như vậy thì nó mới đảm bảo chúng ta có một cái hệ thống giao dịch ổn định. Như cái hệ thống giao dịch đánh binh bong ở trong team ở trong channel margin mà chúng ta đang sử dụng ấy thì vẫn đang được team học viên và cả 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 cộng đồng nói chung anh em học viên test là chính thôi và chúng ta đã test được cũng phải 8 hay 9 tháng rồi và nó sắp sửa là ok rồi. Đấy. Thì các bạn muốn xây dựng cho mình một cái hệ thống cũng phải làm được như vậy thì mới đảm bảo các bạn có một cái chiến thắng về lâu về dài. Còn nếu mà không thì các bạn sẽ chỉ được nhất thời thôi và chúng ta học lý thuyết đao rồi. Chúng ta sẽ biết là rồi sẽ đến lúc mà nó sấp mặt của các bạn, đến lúc đấy bạn sẽ mất hết tiền thôi. Thì đấy là về cái hệ thống giao dịch nhá. Thế thì sau khi mà có được cái hệ thống đấy rồi ấy, thì tốt nhất là chúng ta nên tự kiểm nghiệm nó. Bởi vì chính các bạn sẽ là người mà các bạn xây dựng hệ thống giao dịch cho riêng mình. Không ai có thể xây dựng hộ các bạn được bởi vì là các bạn tính cách như thế nào,
các bạn rảnh rỗi những khung thời gian nào, các bạn thích đánh kiểu gì đấy, và thậm chí nó còn liên quan đến cả kiểu vận may hên xui của các bạn, là kiểu mình cứ đánh cái con này là mình thấy thắng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta đánh con khác thì chúng ta lại không thắng được ấy. Thì tất cả mọi thứ nó đều rất là cá nhân. Thế cho nên mà có nói chuyện là nhiều học viên mà cùng học với ông thầy nhưng cuối cùng lại kết quả hoàn toàn khác nhau, vẫn có người thắng có người thua đấy, thì là bởi vì là các bạn vẫn chưa thật sự là xây dựng được cho mình một cái hệ thống giao dịch nó ổn định. Thế thì khi mà các bạn đã xây dựng rồi thì các bạn bắt buộc các bạn phải nhảy vào các bạn chiến, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta xây dựng xong rồi chúng ta lại không làm gì cả. Thì ví dụ học xong, các bạn học xong cả sáu cái cả cả một cái series như thế này nhá, các bạn lại quay vào các bạn theo kèo, các bạn chỉ theo kèo thôi, các bạn chả biết là mình đang làm cái gì, thì nó rất là vô ích, mà cuối cùng thì các bạn không có kiếm được tiền đấy. Thì chúng ta cần phải xây dựng được này, xong chúng ta tự đưa ra cái entry này, TP này, SL, chúng ta tự nhảy vào chúng ta chiến, sau rồi đấy tự rút kinh nghiệm, tự học hỏi từ market, thì mình dần dần ấy, dần dần tự bản thân mình mới có được những cái kinh nghiệm, những cái cảm nhận riêng của mình. Như các bạn thấy là trong tất cả những buổi vừa rồi thì team admin của Rickit là chia sẻ kiến thức dù cơ bản nhưng nó rất là tâm huyết, thật sự mình nói với các bạn nó cực kỳ tâm huyết của anh em team admin ấy. Các bạn đi ra ngoài các bạn tìm các khóa học hay là các bạn đọc sách ở trên mạng, có rất nhiều thứ nó sẽ không được như thế. Và cái phần buổi hôm trước về Fibonacci mình nói luôn là nó là một phần nằm trong nội dung của team học viên. Mình nghĩ là rất ít nơi có thể chia sẻ cho các bạn về Fibo mà nó sâu đến như vậy luôn. Ở bên ngoài các bạn mà đi học thì chắc là các bạn sẽ chỉ ngồi học các cái chỉ báo hay là phân tích thế này nọ thế kia thôi. Đấy. Còn đâu là học mà học về đến cả tâm lý rồi là các kiểu là không phải ai cũng có thể chia sẻ cho các bạn, mà chia sẻ free nhá. 7 buổi chưa thu công cái gì đâu ấy. Đấy, thế thì mình cũng gặp qua rất là nhiều bạn mà các bạn nói là các anh có vốn lớn thì các anh đánh được như thế, chứ còn bọn em nghèo cháy hết tiền chả còn gì. Thì nói luôn với các bạn là nếu như mà anh Thành mà anh không kể chuyện của anh ấy thì các bạn liệu có biết được rằng là trong quá khứ anh ấy từng từng cháy một phát hết 5 tỷ trong một tuần không? Chúng ta chả bao giờ chúng ta phải biết được cả. Tôi cháy bao nhiêu tiền các bạn đâu có biết đâu nếu mà tôi không kể đâu. Và đúng là tôi cũng chưa từng kể thật. Thế thì cái mà chúng ta thấy được ý, là chúng ta chỉ thấy được thành công của người khác thôi các bạn ạ. Các bạn thấy một người phân tích thế này, giỏi thế này, xong rồi đánh thế này thế kia, kiếm được tiền, rút tiền này kia, nhưng mà các bạn không bao giờ các bạn nhìn thấy được là trong quá khứ họ đã từng trải qua những cái gì. Ừ. Nó thật ra nó chính là lý thuyết đao thôi. Nè. Trải nghiệm của mình thì sẽ để sau nhá. Hôm nay thì không phải cái buổi như thế. Chúng ta xem này. Cái mà các bạn nhìn thấy ấy, các bạn chỉ nhìn thấy những admin này, nhìn thấy chúng tôi ở phía trên này thôi nào. Các bạn thấy là họ trade xong rồi họ thắng, họ kiếm được tiền, họ rút tiền. Nhưng bạn không nhìn được là trong cả một cái quãng thời gian ở phía dưới này, họ đã phải đi qua bao nhiêu là khó khăn, trắc trở, xong rồi là gặp những cái điều gì, cháy bao nhiêu tiền, chứ không có. Các bạn thấy là anh Thành anh kể chuyện ấy, anh cháy mất 5 tỷ ấy. Thế xong rồi đi vay nợ những nơi khác mà họ còn chẳng cho vay nữa cơ. Thế lúc đấy tiền đâu ra mà bắt đầu lại? Cái tài khoản Bing Bong của tôi, cái tài khoản đánh từ 50 đô mà lên lên 5.000 đô ấy. Có ai
Chưa biết cái video đấy không nhỉ? Này. YouTube Rickit đấy nhá. Ai muốn chưa vào thì lên đây mà xem. Đâu à? Cái file để đâu à? Đây. Hướng dẫn tài khoản 50 đô đánh lên 5.500 đô. Chưa? Thì tôi là tôi cũng bị cháy, cái lúc này là cũng cháy chả còn gì, tay chỉ có 50 đô thôi. Thế nhưng mà xong rồi sau sau đấy thì cố gắng cày lại thì cuối cùng là đánh lên lại được. Thì cái mà mình muốn nói với các bạn ý là nếu như mà chúng ta ấy mà cứ nghĩ là bây giờ tiền có tí thôi mà không đánh được ấy, phải có tiền lớn mới đánh được ấy, thì nói thật với các bạn là tiền nhỏ các bạn đánh là chả được, thì tiền lớn các bạn chỉ có đốt thôi. Có cầm được đâu. Mà cứ nghĩ là tiền nhỏ mình không bắt đầu được. Ông Livermore chỉ bắt đầu từ 5 đô thôi mà. Đấy thì để nói với nhiều bạn là các bạn cứ bảo em cháy hết tiền rồi, bây giờ em chả còn đồng nào nữa, anh cho em vay ít. Kỳ quặc. Có thật nhá, không phải là không không có ai như vậy đâu, các bạn nghĩ là không có ai làm như thế. Rồi thì đúng rồi, thật ra là cái tài khoản đấy đánh lên 12k đấy, nhưng mà xong rồi thua. Các bạn nghĩ là tôi đánh có thua không ạ? Thua sấp mặt. Cho dãy thua nhá. Rồi. Có những lúc thua rất là nhiều các bạn ạ. Đâu rồi? Cái dãy thua kinh khủng nhất của mình đâu rồi? Đâu rồi? Mình không 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 nhìn thấy cái dãy thua đấy nhá. Nói chung là đại khái là như vậy. Thì các bạn hiểu ấy là thắng thua ấy thì nó giống như là mu bàn tay với cả lòng bàn tay ấy, ngày với đêm ấy, ngày trắng với đen ấy. Nào, chúng ta học lý thuyết đao rồi, chúng ta hiểu là không có cái gì tăng mãi cả. Thì khi mà các bạn bắt đầu vào thực chiến ấy thì các bạn cũng sẽ gặp luôn những cái trường hợp là thắng là thua, nó sẽ xen kẽ nhau, là không bao giờ có thể tránh được những lệnh thua cả, không có cách nào mà tránh được cả, nó một phần của chơi. Ví dụ ấy giống như kiểu là các bạn mở một cái quán ăn hay một cái gì ấy, thì những cái lệnh thua của các bạn ấy nó sẽ giống như là các bạn bỏ tiền ra để các bạn mua nguyên liệu ấy. Các bạn muốn mở quán bán bún đúng không, thì các bạn vẫn phải bỏ tiền ra các bạn mua bún trước khi mà các bạn có thể thu được tiền từ việc bán bún đúng không? Hay là các bạn đi kinh doanh các bạn thấy thôi, các bạn phải mua vật liệu vật tư các kiểu, nhưng mà mình có cái chúng ta sản xuất ra mà chúng ta bán thành sản phẩm chứ, thì những lệnh thua là những cái như thế và chúng ta phải chấp nhận, nó không thể nào mà chúng ta thắng suốt, nó không có lệnh thua nào được. Vấn đề là các bạn thua thì các bạn có mất hết tiền hay không, và chúng ta sau lệnh thua thì chúng ta có còn khả năng để mà chúng ta vực dậy nữa hay không. Thị trường thì nó luôn luôn có phe bán và phe mua thôi. Nếu mà thị trường mà không có phe bán phe mua hay chỉ có một phe ấy, thì cái đường giá nó sẽ không tồn tại các bạn ạ. Tức là nếu mà tất cả chúng ta đều biết là Bitcoin nó sẽ lên 1 triệu đô thì chúng ta làm gì ạ? Chả có ai bán nó cả. Nếu mà không có ai bán thì làm gì có người mua khớp lệnh được. Thế thì giá nó đâu có chạy được đâu. Tương tự như thế thôi. Nếu mà ai cũng biết là một cái đồng coin nó chả còn tí giá trị nào cả thì sẽ đua nhau bán đổ bán tháo rồi nó sẽ sập ngay tức, giống như con Titan năm trước ấy, chỉ sau một ngày là từ 100% về 0% luôn. Thì đấy là cái việc mà thắng và thua nó sẽ luôn luôn đi kèm với nhau, và một cái điều nghịch lý là chúng ta sẽ
chúng ta kể cả người mới hay là những bạn mà đã đánh lâu rồi sẽ đến một lúc các bạn gặp một cái trường hợp đấy là các bạn rất sợ vào lệnh. Chúng ta phân tích nhưng mà chúng ta không dám vào lệnh bởi vì là có thể là chúng ta mới hoặc chúng ta đã bị market đánh cho bầm dập rồi. Đến lúc chúng ta bắt đầu chúng ta sợ vào lệnh. Nhưng mà các bạn cần hiểu là cái việc chúng ta thắng hay thua ấy thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta biết trước được là cái lệnh này chúng ta vào thì chúng ta sẽ thắng hay chúng ta thua. Nếu như mà chúng ta đã biết là chúng ta không thể nào biết trước lệnh này thắng hay thua thì chúng ta còn ngại gì mà tức là sợ gì mà không dám vào đúng không? Tại vì nó sẽ luôn luôn xác suất mà. Nếu mà chúng ta không 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 dám vào ấy thì đến bao giờ mới dám tự tự phân tích xong rồi tự ra kèo. Vì kiến thức những buổi như vừa rồi là thật ra là kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi, của anh em admin chứ có phải là của các bạn đâu. Nếu như các bạn không dám tự đánh mà cuối cùng lại đi lại nhảy vào lại follow kèo channel thì thật ra nó các bạn mãi vẫn chỉ như vậy thôi. Và nói luôn với mọi người là đến một khi mà cái thị trường này ấy, hiện tại phần lớn chúng ta cũng đang chơi coin thôi, nhưng mà đến khi mà cái thị trường này nó được hợp pháp ấy thì các bạn cần hiểu là sẽ có rất nhiều kể cả người mới hoặc là những người chuyên nghiệp từ thị trường Forex nhảy sang. Lúc đấy thì áp lực nó sẽ lớn hơn rất là nhiều và đánh sẽ khó hơn rất là nhiều. Nếu như mà các bạn không có kiến thức thì sẽ rất khó để chúng ta có thể tiếp tục tồn tại thị trường này các bạn ạ. Đấy. Chúng ta dám đi thì chúng ta mới dám tới được. Còn đâu mà có một cái lỗi nữa mà các bạn có thể gặp đấy là khi mà các bạn tự phân tích được rồi ấy thì chúng ta sẽ có thể rơi vào một cái trường hợp đấy là chúng ta quá tự tin. Các bạn sẽ gặp những chuỗi thắng và khi mà đến chuỗi thắng rồi thì các bạn sẽ cực kỳ tự tin luôn. Và đến khi mà các bạn nghĩ là các bạn tìm được chén thánh trong cuộc đời rồi ấy, thì đấy sẽ chính là lúc mà các bạn sấp mặt, thị trường sẽ cho các bạn hứng phân ngay lập tức. Cứ một mình cái kinh nghiệm cá nhân luôn. Nên là cứ lần nào mà mình nghĩ mình thắng xong một chuỗi thắng là mình cực kỳ tự tin luôn, mình bảo lần sau là không thể nào mà thua được nữa, là y như rằng xong lại tăng volume là chết thôi, cứ tự tin tự mãn phát là lại nó lại vả cho phát cho tỉnh người ra. Và các bạn thấy là chúng ta sẽ gặp những cái con sóng điều chỉnh của trong lý thuyết Dow ấy, trong bài lý thuyết Dow chúng ta cũng biết rồi, tài khoản chúng ta tăng nhưng mà xong rồi chúng ta sẽ đến lúc nó lại giảm. Thì trong cái lúc giảm ấy các bạn nghĩ là chúng ta nên vui hay nên buồn? Nên vui hay nên buồn lúc mà chúng ta bị thua sấp mặt như vậy? Buồn đúng không? Buồn, nhưng mà nếu như các bạn nhìn vào một cái ý nghĩa khác của cái cú giảm đấy là nó cho các bạn một cái cơ hội để các bạn tự xem xét lại bản thân mình, để cho các bạn biết là các bạn đang làm sai ở chỗ nào. Nếu như chúng ta cứ thắng mãi chúng ta sẽ không bao giờ biết được là chúng ta đang sai ở đâu, chúng ta đúng ở đâu cả. Đúng rồi, chúng ta sẽ buồn nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực của nó là chúng ta sẽ có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân mình. Đấy. Bởi vì các bạn khi mà các bạn gặp một cái sóng điều chỉnh như thế thì các bạn cần phải hiểu là có một điều gì đấy không đúng. Trong cái thị trường này như thế mà trong cuộc đời nó cũng y như vậy các bạn đúng không? Chúng ta đi làm hay là gì đấy mà tự nhiên mà chúng ta gặp một cái trắc trở gì đấy hay là chúng ta gặp một cái khó khăn gì đấy trong công việc ấy thì các bạn cần hiểu là rõ ràng chúng ta đang thiếu một cái kỹ năng hay là một cái kiến thức gì đấy để hoàn thành công việc này. Và nó sẽ luôn luôn xuất hiện. Các bạn vượt qua thử thách này thì các bạn sẽ đến một cái thử thách khác. Vấn đề là chúng ta phải vượt qua được đã thì chúng ta mới đi được đến những cái bước như thế. Thì hãy cảm thấy vui khi mà mỗi khi các bạn gặp sóng điều chỉnh và các bạn bị đánh thua lỗ các bạn được không Hãy vui lên thì chúng ta có cơ hội nhìn lại cuộc đời. Còn nếu mà chúng ta thắng mãi thì rồi sẽ đến lúc là đúng không? Không có cái gì tăng mãi được đúng không?
Đấy, thì đấy là một số cái tâm lý mà các bạn sẽ có thể gặp phải. Cứ chơi đi, cứ nhảy vào các chiến đi và các bạn sẽ hiểu là rồi sẽ đến lúc các bạn sỡ mặt. Vì thế cho nên là khuyên tất cả các bạn đừng có mà all in. Bởi vì là khi mà các bạn bắt đầu tự chơi ấy, thì trên con đường này các bạn sẽ gặp rất nhiều lần các bạn cháy tài khoản. Và làm sao để các bạn có thể cố gắng các bạn đi đến cuối con đường được. Chứ còn các bạn mà cứ đánh như kiểu player, phần đông player ấy, là cứ nhảy vào quất xong ngồi khấn ấy, thì rồi các bạn cũng chả đi được đến đâu cả. Làm sao mà chúng ta sống được đến lúc mà chúng ta có thể tự kiếm ra tiền ấy, là các bạn thành công. Còn đâu các bạn học xong cái series này ấy, thì thật ra là các bạn đã có thể kiếm được tiền, nhưng mà để mà thật sự các bạn chiến thắng được trong một thời gian dài ấy, thì nó vẫn còn chưa đủ, vẫn còn rất là nhiều yếu tố khác về mặt tâm lý, về quản lý vốn và những cái kiến thức nâng cao nữa. Thì cái sau này nếu như mà có dịp và mình nhận thấy là các bạn có nhu cầu, các bạn muốn học, kiểu trao đổi nhiều ở trên group, hỏi cái này hỏi cái kia, thì mình cảm thấy là cái series này có ích, thì chúng mình có thể sẽ tiến hành một cái series tiếp theo là phân tích kỹ thuật nâng cao. Chứ còn đâu thì nếu mà xong rồi mình thấy là các bạn lại vẫn như cũ, xong rồi lại âm tí lại nhảy lên mà cắt không, hay là bây giờ đang đu con này thế nào thì kia, thì thật ra làm có để làm gì đâu. Chính các bạn nó không muốn học thì bọn mình làm cái quái gì. Còn đâu bây giờ làm luôn thì sẽ không làm, mà bởi vì là chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta thẩm thấu những cái chúng ta đã học. Đấy. Những cái kiến thức này thì các bạn cần phải luyện tập và rèn luyện thì nó mới đi vào đầu được. Bởi vì hiện tại thì nó vẫn chỉ là kiến thức của team admin thôi chứ không phải của các bạn đâu. Chúng ta phải nhảy vào, chúng ta chiến thì chúng ta mới có kỹ năng và chúng ta có kinh nghiệm. Thì sau sau này khi mà các bạn đã chiến nhiều, các bạn có thực chiến nhiều rồi, các bạn nghe giảng ở trong khóa nâng cao, các bạn sẽ thấy cực kỳ thấm. Mình nói thật luôn, nghe rất là sướng luôn. Chứ còn nếu như mà chưa có tự nhảy vào để kiếm ăn ấy, thì nó chỉ như là vịt nghe sấm thôi. Nó chui vào tay này, nó ra tay kia, nó chả có tác dụng gì cả. Đấy. Thế thì bây giờ ấy, cái việc chúng ta cần phải giải quyết tiếp đấy là học xong rồi thì chúng ta quyết định là chúng ta đánh cái gì, chúng ta đánh cái trên này, chúng ta đánh margin, xong rồi quản lý vốn như thế nào. Đấy. Xong rồi là cần phải viết nhật ký thế nào nữa, còn một vài cái lời khuyên khác. Thì cái phần này nó là phần quan trọng nhất và nó sẽ do anh Thành đích thân chia sẻ lại. Phần mình đến đây là hết nhé. Anh Thành ơi. Ok, cảm ơn em. Âm thanh các anh em nghe được mà đúng không ạ? Thật ra những cái buổi như vậy, và chắc những buổi lúc nãy có những bạn hỏi là sắp tới có những cái buổi thêm nữa hay không, thì nói với các bạn luôn là chừng nào còn dịch bệnh thì mình và Kim Admin sẽ cố gắng tổ chức thêm, nhưng mà cái kiến thức của những kiến thức đó nó vẫn sẽ là cơ bản thôi, tức là nó giống như là một dạng gọi là phổ cập dần dần cho các anh em á, để các anh em tại vì các anh em hình dung như thế này nè, không thể nào mà có những cái buổi mà sau 5 buổi, 6 buổi, thậm chí 10 buổi mà các bạn đã biết được về phân tích kỹ thuật trong cái ngành này là no, là không thể có. Đó là một cái sự thật, các bạn hình dung không? Tại vì bản chất các bạn hình dung trong cái ngành này, phân tích kỹ thuật MACD, RSI, Ichimoku, Sonic Error là đủ thứ hết. Nó nhiều lắm, nó rất rất nhiều, rất nhiều. Cho nên bản chất học là nó thật, học mãi. Chỉ có những cái người mà đã đi trước như chúng tôi á, thì đã đi qua rồi thì biết là những cái ưu và khuyết điểm của từng cái, và chỉ nên dùng cái nào thì tham khảo thôi, không nên dùng. Nhưng cũng phải hiểu cái nguyên lý của nó thì sẽ giúp các bạn đi nhanh hơn, chẳng hạn, đi nhanh hơn. Đấy. Và sắp tới sẽ có những cái buổi nữa. Yên tâm, mỗi buổi như vậy sẽ là một chủ đề, nhưng hầu hết là nó xoay quanh ở những cái kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật và tâm lý, còn chuyên sâu hơn, nâng cao hơn mà lên có cái tầng bậc của hệ thống giao dịch và luyện luyện cái kỹ năng đó, gọi là luyện giờ bay á, luyện kỹ năng thực chiến á,
Thì đó là bên trong team anh em học viên, mỗi tuần họ có những cái buổi zoom giống như vậy riêng này, thì không nói để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn, rõ nét hơn về những cái kiến thức mà mình sẽ học. Những vừa rồi bữa nay là buổi thứ 6, và sắp tới sẽ có những buổi nữa. Thì những cái buổi như vậy và cả 5 buổi vừa rồi, các bạn có thể tự động soi kèo kiếm tiền được rồi, nhưng các bạn có giữ được tiền hay không thì không biết nha. Đó là sự thật đấy, các bạn có giữ được tiền hay không thì không biết. Lúc nãy Phong có chia sẻ thì mình cũng nói thêm là trước đây mình thua rất nhiều, đến nỗi mà tự nhìn là bản thân mình thấy mình không hề tệ, mình tự biết bản thân mình nhất đúng không? Ví dụ như các bạn thấy những cái ông thầy bà bên trên mạng hay vẽ những cái chạc Elliot rồi vẽ xong rồi nó vẽ lâu lâu chúng cái hình thì lo cái hình cũ ra coi, lo hình cũ ra show lại cho mọi người thấy là mình vẽ chuẩn như vậy nè, xong rồi ai cũng tán dương rồi follow theo các kiểu, nhưng mà có vào tiền có bỏ vào không thì không biết, không thấy show. Các bạn để ý có ai show không? Ví dụ có một sóng 1, sóng 2 xong rồi ngồi vẽ sóng 3 là 1,618, rồi sóng 4 bao nhiêu, rồi sóng 5 bao nhiêu, rồi ABCD các kiểu, ABC các kiểu vẽ. Vẽ xong rồi có xuống tiền không? Có xuống tiền từ sóng 2 không? Xuống tiền từ sóng 3, sóng 4 không? Có xuống không? Không có xuống. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì bản thân họ hiểu bản thân họ nhất. Dính đến cái đồng tiền của họ thì họ biết là bản thân họ khả năng vẽ như thế nào, có chuẩn hay không, nó không dám xuống tiền. Vẽ cho người ta đi theo thì ok. Tâm lý nó là như vậy. Cho nên nói đây để các bạn hình dung ra là những cái quá trình đó các anh em admin đi qua hết rồi. Đi qua hết rồi. Anh có thể nói sơ lược về nhược điểm của Trader Elliot hay không? Nhược điểm của Trader Elliot là những họa sĩ. Họ là những họa sĩ chứ họ không có trade. Họ vẽ lượng, họ vẽ đường. Họ là những họa sĩ và market là con hưu. Và họ vẽ đường cho hưu chạy. Tức là họ vẽ cái đường đó cho market nó chạy. Các bạn hình dung không? Ví dụ tôi nói cái đơn giản này là Bình Dương học vụ là các bạn hiểu ra liền rồi. Các bạn thấy giá gạo không? Các bạn thấy giá gạo, giá thịt heo không ạ? Giá gạo, giá thịt heo nó vẫn đi theo sóng Elliott đấy thôi. Cuộc đời anh em mình cũng đi theo sóng Elliott đấy thôi. Nhưng mà giá gạo, giá thịt heo của năm ngoái khác với năm nay nha các bạn. Nếu như cho cùng một cái mức giá, ví dụ năm nay luôn đi, cho năm nay đang là 60.000 đồng một ký, nó đi năm sóng rồi năm, không cần đến năm, một năm trước thì nó nhiều quá, 6 tháng trước nó cũng cái ngưỡng giá đó, nó cũng đi sóng Elliott, nhưng mà nó khác á. 6 tháng trước dịch chưa có mạnh đến như vậy, bây giờ dịch nó khác, ảnh hưởng đến cung cầu. Các bạn biết hồi nãy bên cộng đồng cô cóp một cái hình là cô đi siêu thị, cô mua thịt chỉ còn thịt bò, thịt gà không có. Cái đó là cung cầu. Cho nên cái nhược điểm lớn nhất của những cái trader mà vẽ theo Elliott là những họa sĩ, họ đi theo trường phái họa sĩ. Họ cứ nghĩ là đường giá nó đi giống như vậy, xong nhưng mà các bạn biết tại mọi thời điểm, mỗi cái chu kỳ, cái lực của nó khác nhau, cái cân đất nó khác nhau, cái lực của nó khác nhau, phải xét nhiều yếu tố lắm. Đỉnh của những người mà đánh theo Elliott á, họ chỉ xoay quanh hai yếu tố chính thôi. Một là bối cảnh tại cái khung thời gian đó, cái chu kỳ đó, cung cầu như thế nào, cái lực như thế nào. Hai là họ chỉ đặt một câu hỏi là khi nào chốt lời, khi nào cắt lỗ, khi nào là entry, vậy thôi. Chứ họ không có như các bạn ngồi, không có như mấy ông kia ngồi vẽ. Chúng tôi qua cái đó thật, tôi qua cái thời kỳ vẽ rồi. Tôi vẽ nhiều đến nỗi mà tôi nói các bạn biết là tôi mua cả cái quyển sách Elliott sống mở rộng rồi đủ thứ sống trên đó trên đời, mua và đọc hết rồi. Đọc xong rồi vẽ đến nỗi mà cô mở cái chạc 5 phút, cô ngồi cô vẽ cho bằng được cái Elliott xem nó đi bao nhiêu phần trăm trúng với cái kịch bản thôi. Cô vẽ chuẩn từ 5 phút cho đến 15 phút luôn đó các bạn. Nhưng mà lên đến chạc giờ, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày là không có cái năng lực check được. Và tỷ lệ càng lên cao, càng cái khung càng lên cao là càng hỏng. Tại vì sao? Tại vì trong một cái giai đoạn ngắn hạn như vậy thì nó đi chuẩn ok. Nhưng nếu như chúng ta đang xét là chúng ta đang xét trên một chiều, là trên cái đường giá thôi, trong khi nó hoạt động đến 3 chiều, 4 chiều, 3D, 4D. Tại vì nếu như các bạn mà coi trên cái chặt ngày thì trong cái khoảng thời gian từ 7 ngày đến 14 ngày, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, biết bao nhiêu cân tức xảy ra, ảnh hưởng đến cung cầu nhiều lắm. Đến đúng cái đoạn đảo chiều đó, Elliott vui vui phát biểu một cái tự nhiên lực kèo. Đấy. Để cô chia sẻ sơ như vậy thôi để các bạn nắm.
Ad ơi, mình mua sách phân tích kỹ thuật gì và đọc gì? Ơi, mấy quyển này, có up lên lâu rồi mà. Giờ này còn hỏi các bạn lên thư viện có up hết rồi. Những quyển này đọc rồi, up rồi. Và nói luôn các bạn đọc những cái quyển phân tích kỹ thuật ở trên mạng á, đọc cho biết thôi, không tác dụng gì đâu. Tôi nói thật. Nhưng mà nếu mà các bạn không đọc thì các bạn không có cái gì để hỏi đó. Có nghĩa là trong đầu chúng ta rỗng luôn, chúng ta không có cái gì để hỏi, nhưng mà thà chúng ta đọc á, ok chúng ta biết, chúng ta hỏi thì cái đó là cái nền để mình đi lên. Còn nếu mà đọc nhiều, càng đọc nhiều các bạn không áp dụng được. Thật, hồi nãy Phong có nói một vấn đề rất là hay là cái việc mà các bạn học những cái kỹ năng này nó các kiểu xong rồi mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau. Cái đó là cái bài đó là cái bài vị thế trong kênh học viên á, mỗi anh em sẽ có một cái vị thế riêng. Có người ví dụ tôi nói đơn giản như thế này là có một số anh chị họ lớn tuổi, họ đâu có ngồi họ phân tích kỹ thuật như chúng ta đâu, họ đâu có ngồi họ rảnh mà họ đọc sách đâu, họ còn việc kinh doanh của họ nữa mà, đúng không? Họ còn việc kinh doanh, việc hoạt động của họ, nó đâu có rảnh đâu. Như vậy thì cái vị thế của những người đó giao dịch khác ha. Phải có một cái hệ thống giao dịch dành riêng cho những cái người đó. Còn anh em mình thời tuổi trẻ nha, anh em mình ngồi rảnh này chém gió online trên mạng, ngồi soi chat các kiểu, cái vị thế nó khác, cái vị thế nó khác, đúng không? Tâm lý, IQ, may mắn nó khác nhau. Lát tôi chia sẻ cái phần may mắn khác nhau nữa. Mình cũng vừa kinh doanh vừa trade nè, sắp mặt lờ rồi, ok lát chỉ cho cái cách. Thực tế chúng ta sắp mặt lờ là bởi vì chúng ta bị phân tán cái nguồn lực. Các bạn nhìn nhận lại thử xem chúng ta làm cái gì chúng ta cũng bị phân tán nguồn lực đó, chúng ta không có sự tập trung. Ví dụ các bạn tán gái, các bạn tán lúc khoảng 7 đứa thử xem, 5 đứa 7 đứa thử xem, không đứa nào thành đứa nào đó, đúng không? Nghiệm lại đi. Nhưng mà các bạn dành thời gian các bạn tập trung một đứa thôi, nó thành lại thành công. Anh em mình chơi coi con nào cũng mua rồi lại không thành công. Đợt em tán ba con thành hai. Đó. Mình có đọc cái quyển sách phát thâm công nhận nhiều chữ thật nhưng không giúp ích được nhiều. Mình thích cái quyển đó mà kết hợp các công cụ lại với nhau nó mới hiệu quả. Chính xác. Chính xác. Trước em cũng đọc quá nhiều tài liệu nhưng khi áp dụng vào nó bị mâu thuẫn, đúng. Nhưng cái đó bắt buộc là cái đó nó giống như gọi là các bạn phải đi vào vào cuối cái đường hầm á, các bạn mới nhìn thấy được cái các bạn mới nhìn thấy được ánh sáng. Nó là bắt buộc. Thà các bạn đọc để các bạn còn biết cái gì để các bạn hỏi còn hơn là các bạn không đọc và các bạn biết cái gì để hỏi luôn, hoặc là thậm chí ai phát biểu ai nói cái gì các bạn cũng chả biết họ đang nói đúng hay sai. Cho nên cái đó là cái cơ bản nhất, cái tiền đề mà chúng ta phải có. Đây, cô trả lời tiếp sẽ cho một số bạn nữa. Hồi nãy có nói về cái sự tập trung á, Vi Kỷ Bảo, mà Vi Kỷ Bảo là trong phim nha. Hồi nãy có nói về cái sự tập trung đó, các anh em để ý cái phần tập trung này. Hầu hết chúng ta trade là chúng ta không có cái sự tập trung, là bởi vì con nào chúng ta cũng mua, lệnh nào chúng ta cũng vào, nhưng chính cái đó nó làm cho tài khoản anh em mình không không có hiệu quả. Các bạn nhìn thử tài khoản tôi nha. Thầy ơi, muốn học khóa học thì cần chuẩn bị như thế nào á? Chuẩn bị tiền thôi chứ không chuẩn bị gì đó. Tại vì có nói đùa như vậy chứ. Học khóa học thì trong khóa học á, trong kênh học viên á, là mình đã có cái lộ trình cho các bạn từ cái cơ bản nâng cao, từ cái người chưa biết gì luyện lên rồi. Sau khi cháy 5 tỷ thì phải làm gì để ổn định lại cảm xúc? Ok, lát mình sẽ nói. Thị trường đang sắp mặt, anh có thể chia sẻ giúp cái con nào để con cho em hát không? Có, đây là một câu hỏi tuyệt vời, nát tôi sẽ chia sẻ về cái này. Đây. Ví dụ các bạn thấy tài khoản này đang có khoảng, cô cũng chả nhớ nhiêu đô nữa bây giờ. Cô cho ai cần HT, cô lên cái tài khoản riêng này của cô cho ai con HT đấy. Cô muốn có con à? Các bạn thấy có XRP không ạ? À? Thực tế cô không có cho ít, cô không có mua XRP hold nha. Tài khoản này cô dành riêng để cô mua con HT đấy các bạn. Ví dụ như các bạn xem con HT nó đang nhịp xuống như vậy đúng không ạ? À? Cái đợt mà nó nhịp xuống như vậy thì cái việc của tôi là tôi chia tiền ra tôi mua dần con HT. Mua xong rồi cái đà nó lên đây nó giảm, là nó giảm thì mấy con thì những cái con mà như XRP trên HE nó ăn thôi. Cái cách trade nó rất là đơn giản. Cách trade rất là đơn giản tại vì các bạn hiện nó phức tạp thôi. Có một cái bí quyết tôi chỉ cho các bạn
các bạn đừng có đi trade nhiều. Các bạn hãy là tỷ phú của một cái đồng coin nào đó. Các bạn hãy là tỷ phú của một cái đồng coin nào đó. Các bạn có nghĩ đến việc đó chưa? Thay vì các bạn bỏ tiền ra, các bạn mua những cái đồng coin rác để nó đi miết lên sàn, rồi nó bay lên, rồi các bạn thành tỷ phú, rồi các bạn thành gì nọ. Những cái đó nếu mà so với cái việc mà các bạn mua tập trung một cái con nào đó, các bạn cứ mua dần, mua dần, mua dần. Các bạn mua dần trong suốt khoảng một năm, xong rồi các bạn mới coi lại giá. Và trong cái quá trình các bạn mua đúng có một con, hai con thôi. Trong quá trình đó, các bạn mua những con đó, trong quá trình đó các bạn trade tăng cái số lượng lên. Ví dụ giá nó tăng lên, giá nó tăng lên, giả sử các bạn vào 100 triệu, các bạn vào 10k đi, ví dụ các bạn vào 10k. Nếu trong một cái xu hướng tăng, trong một cái xu hướng tăng nó đi như thế này, đúng không ạ? Đây là một cái trend tăng, xu hướng tăng, giá 4 giờ khung lớn nó nằm trên Sony R, chúng ta học Sony R rồi. Ví dụ các bạn đã xác định 10k này, ok, các bạn chia ra 3 lần, 4 lần tùy các bạn mua dần. Rồi, các bạn mua, giả sử các bạn mua lần đầu tiên các bạn mua ở đây. Giá nó lên tới đây. Xong nó xuống tới đây. Ok, các bạn mua lần 2 ở đây, đúng không? Nó test Sony R xuống ở đây, mua lần 2 ở đây. Ok chưa ạ? Mua xong rồi nó lên, giá nó phá cái đỉnh cũ là chỗ này. Cái lệnh này lệnh số 2 nè, lệnh số 2 các bạn mua nè. Lệnh số 1 các bạn vẫn giữ. Bây giờ lệnh đây là cô đang nói trên cái đà uptrend nha, lát cô chỉ về cái downtrend. Lệnh số 1 là các bạn giữ, các bạn mua được cái việc khai tốt của lệnh số 1. Bây giờ nó lên nó hồi về thì các bạn mới bơm tiền vào cái lệnh đánh lệnh số 2. Tại vì sao? Tại vì người ta sẽ hỏi là tại vì anh sao anh không bây giờ vào lệnh 2 thì giá nó cao hơn lệnh 1 rồi. Đúng không? Giá nó cao hơn lệnh 1 đâu đẹp hơn lệnh 1 đâu. Nhưng mà tôi mua lệnh 2 là bởi vì nó test Sony R trên khung lớn. Tại vì trên đã uptrend là một. Cái thứ hai uptrend thì chúng ta chọn buy là chủ đạo. Ok không? Chọn buy là chủ đạo. Còn sell chỉ là chốt thôi. Thế thì biết với cái lệnh 2 này nó mà lên cái đây nè, nó lên lại cái đỉnh cũ chỗ này nè. Thì cái việc của các bạn là các bạn chốt ra khoảng 50%, 60%, 70% các bạn chốt lại. Còn 30%, 40% còn lại các bạn đang có việc khá đẹp ở lệnh 2 này các bạn giữ. Ok chưa? Giá nó lên tiếp nữa, nó lên cỡ nào kệ nó, không quan tâm cái đỉnh của nó. Nhưng nó mà quay lại nó cách Sony R lần nữa là tôi mua à. Bắt đầu tôi vào lệnh 3 và tôi lấy cái lãi của lệnh 2 tôi vào tôi mua ở đây luôn cũng được. Tôi mua ở đây. Xong rồi giá nó lại một lần nữa nó phá cái đỉnh này nữa thì tôi lại chốt tiếp 70%, 80% tôi chốt ra. Cái tiền còn lại tôi giữ cái lệnh 3 này nè. Cái 20%, 30% còn lại tôi lại giữ cái vị thế đẹp tiếp. Ok chưa? Và cứ mỗi lần trade như vậy thì thành ra tài sản cứ mỗi lần như vậy thì chúng ta lại mua giá thấp bán giá cao, hợp lý không? Mua giá thấp bán giá cao và chúng ta chốt lời xong chúng ta lại tái đầu tư là lãi kép. Ok chưa? Và chúng ta đánh thuận cái xu hướng lên bài đã uptrend lên bài. Rồi, ví dụ các bạn đi một cái đà như vậy rồi khi nào các bạn chốt hết? Lúc này chúng ta không chốt theo giá nữa. Chúng ta đã có việc khá đẹp, chúng ta sẽ chốt theo khung thời gian. Hình dung mà. Ví dụ các bạn đã xác định, ok, là một cái đà uptrend như vậy, là các bạn phải coi trên khung lớn, uptrend như vậy, lên buy, cứ lên buy như vậy thôi. Xuống buy lên. Nhưng đến cái lúc mà một cái, các bạn mua ở cái lệnh đầu tiên như vậy nè, nhưng đến cái lúc mà nó đi một thời gian sau, tự nhiên cái nó rớt đâu đó về cái tỷ lệ vàng, nó rớt đâu đó khoảng 50%, bắt đầu quay lại câu chuyện Fibonacci chúng ta đã học. Nó rớt về 50% mà nó khủng 50 thì toàn bộ những cái lệnh dưới này chốt sạch, chốt lãi sạch. Ok không ạ? Đấy, có chốt lời hết một lệnh Simon in cái gốc lãi của lệnh 1 để vào lệnh 2 không có. Tại vì bản chất ví dụ 10k của các bạn đã chia ra 3 lần, 1, 2, 3 lệnh đúng không? Các bạn chốt lời hết lệnh 1 hả? Không. Lệnh 1 các bạn đang có việc khá đẹp. Trong một cái đà tăng như vậy các bạn giữ chứ. Các bạn đâu chốt lời hết đâu. Các bạn chốt khoảng 70%, 80%. Các bạn chốt xong các bạn lấy gốc cái lãi các bạn múc. Các bạn lấy cái tiền lãi đó các bạn cộng với cái vốn của lệnh 2 các bạn định vào á. Thì mua ở đây. Lướt như vậy. Và chung cuộc nguyên cái lộ trình đánh như vậy nè. Các bạn cuốn chiếu. Ví dụ lên cái lệnh số 4. Lệnh số 4 thì các bạn phải thanh lý được. Các bạn phải lời được lệnh 2, cái dòng 2, dòng 3 này nó đánh dòng 4. Nhưng mà nhìn chung những cái vòng này là các bạn luôn giữ lại một ít ở cái vị khá đẹp ở số 2, ở vị khá đẹp số 3,
có thể nó về đây số 4, số 5 các bạn giữ. Nhưng đến cái lúc mà các bạn thấy nó phá vỡ khoảng hai cái mốc này, ba cái mốc này, ví dụ nó lên cái số 5, nó ở đây là số 4 nè, bây giờ nó lên số 5 mà nó không lên tiếp được nữa, mà tự nhiên nó tạo ra cái mô hình vai đầu vai, hoặc là hai đỉnh, hoặc là ba đỉnh, thì quay lại cái bài mô hình, bài cấu trúc thị trường chúng ta đã học, ok không? Quay lại bài cấu trúc thị trường chúng ta học là nó không còn tạo ra đỉnh sâu cao trước nữa, thì lúc đó chúng ta cân nhắc, chúng ta chốt dừng những cái này, chốt dừng. Lúc đó nó về cái đây, nó mà phá vỡ cái chỗ này rồi thì này là vai đầu vai nè, vai đầu vai nè, nó phá vỡ cái số số 5 ở đây nè, nó phá vỡ số 5, phá vỡ luôn thằng số 4 này luôn rồi, thì ok chốt bà nó hết đi cũng được. Thì các bạn chốt lúc mà nó phá vỡ chỗ này, lúc đó ví dụ ở đây là một đạo cân đi, đạo cân lớn, bây giờ nó đang là sóng điều chỉnh lớn, thì cái sóng điều chỉnh lớn này nó sẽ giảm. Ví dụ cái đoạn này nó đi cái đoạn này là nó đi quá dài, thì cái lúc mà nó điều chỉnh, nó sẽ điều chỉnh về những cái vùng tỷ lệ vàng 50%, 61,8%. Cái đoạn này quá dài, thì cái lúc mà nó điều chỉnh quá dài như vậy, thì lúc đó cái đoạn điều chỉnh này thì chúng ta không thể đánh theo uptrend được nữa. Nếu mà có đánh thì chúng ta phải coi cái tỷ lệ vàng dựa trên cái đường lớn này để chúng ta mua những cái vùng, ví dụ vùng này mới mua, hoặc là 50% mua, hoặc là 60% mua, chứ không phải là nó điều chỉnh một chút rồi bắt đầu mua tiếp, không. Nhưng mà đây là cái cách uptrend các bạn đi dần 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 dần, nhưng mà nhìn chung á là phải có một cái vị thế đẹp, một cái vị thế đẹp để các bạn giữ những cái vùng này. Một lát tôi sẽ nói về cái vị thế đẹp, ok chưa? Rồi cái lúc mà nó điều chỉnh như vậy mà nó giảm thì đánh gì, ví dụ như có HE giảm đánh gì, nó đi như vậy nó giảm bà nó đánh gì. Có hai cách để các bạn đánh. Quay lại cái cách một là các bạn xác định con này là mua lâu dài, cái vị thế lâu dài, ok mua giữ để đó. Cái việc của các bạn là trade tăng cái số lượng nó lên, bán ra thì mua lại. Ví dụ con HE thì cái việc của chúng ta là khung 30 phút nó dài quá, ví dụ mở khung lớn hơn là 1 giờ gì đó, giả sử cái chặng này là chặng 1 giờ đi, chặng 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 4 giờ, 1 giờ gì đó, tùy các bạn muốn trade theo khung nào. Các bạn chỉ việc là gì, các bạn canh nó lên đây, nó ép những cái vùng này nè, nguyên một cái cụm này là cản mạnh nè, sell xuống, sau đó ngay cái vùng đáy cũ của nó mua lại thôi, không cần đến cái chỗ này đâu. Nó lên bắt các bạn mua lại, đúng không ạ? Xong rồi, tại vì ví dụ như chỗ này nè các bạn bán ra nè, chỗ này các bạn bán ra, mà chỗ này các bạn mua lại là các bạn đã mua lại giá thấp và lời ít tiền rồi. Giá nó có xuống nữa thì kệ nó, đúng không ạ? Xong nó có hồi lên mà nó không về lại cái vùng mà các bạn bán ra cũng kệ nó, các bạn đã có lời rồi kệ nó. Khi nó hồi lên đây thì chúng ta lại, nó hồi đâu xuống cái đây các bạn mua lại, đúng không ạ? Khi nó hồi lên đây chúng ta lại bán ra. Tại vì một một cái đà giảm như vậy, một cái sóng giảm điều chỉnh như vậy nè, một cái sóng điều chỉnh hoặc là một cái đà giảm như vậy, thì cái việc của chúng ta là chúng ta canh nó chạm sóng R, chúng ta sell. Giảm thì chúng ta sell, mà lên thì chúng ta buy. Thì cái việc của chúng ta là chúng ta xác định được dài hạn rồi, chúng ta sẽ chơi tăng cái số lượng. Cứ trên cao bán xuống, trên cao bán xuống, trên cao bán xuống, trên cao bán xuống. Đừng có quan tâm là các bạn bán xong rồi không mua lại được cái giá ngon hơn hay là giá thấp hơn gì đó, no. Ví dụ các bạn lên đây các bạn bán xuống cái đây, đúng không ạ? Các bạn hãy chốt ngay cái đỉnh đáy cũ trước đó, ví dụ cái đáy này đi, chốt xong đáy này xong rồi nó xuống cái đây mua lại, không mua lại nha, xuống cái đây không mua lại. Tại vì sao, tại sao xuống cái đây không mua lại? Đây ví dụ các bạn bán ở đây, các bạn bán ở đây xuống đây các bạn mua lại, xong nó lên nó ép cái cụm này nè, nó ép cái 89 đi, các bạn bán tiếp, xong rồi nó xuống tới cái vùng này, nó xuống cái vùng này là cái đáy cũ nè, các bạn mua lại, không không có liên quan RSI em, tới vùng này các bạn mua lại, các bạn bán đây cái vùng này các bạn mua lại, sau đó nó xuống cái đây luôn, xong rồi cái tâm lý từ cái đoạn này đến đoạn này sẽ ngồi tí, biết như vậy đợi lát nữa mua 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 sớm quá nó giảm xuống rồi kệ nó. Sau đó từ cái chỗ này nó lên tới đây thì chúng ta lại mua ở đây, chúng ta lại bán ở đây chứ không phải mua nữa, tại vì ở đây chúng ta mua lại rồi, chúng ta mua lại ở đây rồi, xong nó lên tới đây chúng ta bán giá cao hơn nữa, đúng không ạ? Tại vì nó test xong nó R và nó lại xuống tiếp nữa đấy, về cái đáy cũ mua lại ngay. Cứ mỗi lần các bạn chơi như vậy tăng cái số lượng, mặc dù các bạn mua lại xong rồi nó xuống có đây rồi nó lên có đây, các bạn phải lại bán ra nè, mặc dù chúng ta có thể
có thể mua lại giá thấp hơn, nhưng mà không, tại vì đơn giản nó không có test cái Sony R. Tại vì một cái đà giảm như vậy, cái việc chúng ta là canh cứ chạm Sony R bán xuống, chạm Sony R bán xuống, chạm Sony R bán xuống, chốt PB ở đâu? Chốt ở cái vùng đáy cũ của nó là an toàn nhất. Có đặt lệnh sẵn hay không? Có. Có đặt lệnh hay không? Có. Các bạn phải đặt lệnh, nhưng mà một cái khuyết điểm là khi các bạn đặt lệnh á, các bạn đặt hay Sony R thì Sony R nó di chuyển. Ví dụ các bạn nghĩ lại cái đoạn này đi. Ví dụ như bây giờ con HP 30 phút, cô canh nó hồi lên cái chỗ này là cô bán á, cô sell á. Cô đặt một cái lệnh chờ ở đây, nhưng mà thực tế là lát giá nó đi như vậy nè, xong Sony R nó xuống, hai thằng nó chạm nhau chỗ dưới này thì lệnh cô bị hớ. Ok không? Ví dụ như hồi nãy cô mua cái tài khoản, hồi nãy cô thấy các bạn thấy em tôi tập trung như có một con à, HP. Và tài khoản nó có hai con thả đó. Cô mua con HP xong rồi cô nhìn cái chạc XRP trên HP. Cái chạc này nếu mà riêng các bạn múc không? Hết Sony R bay lên dạ giờ không múc. Nó chỉ cần nó về lại cái đỉnh cũ thôi, có 8%. Đúng không? Vậy thì ví dụ như với cái con HP này cô mua xong rồi. Cô mua xong rồi, một là cô canh nó lên đây cô test, nó canh nó lên đây cô bán à. Cô bán để nó xuống tới đây nè, cô mua lại à. Cô mua lại, cô lời là một cách. Cách thứ hai, cô dùng con HE để cô trade XRP trên HE. Nếu cô trade XRP trên HE thì có nghĩa là cô bán con HE ra để cô đổi XRP. Lúc đó XRP đang có giá ở đây. Cô bán con HE, ví dụ cô đang có 10 con HE, cô bán ra cô đổi được 2 con XRP chẳng hạn. Xong rồi bây giờ XRP nó lên tới đây, nó thành 4 con. Không, XRP nó lên tới đây, bắt đầu nó có giá hơn. Ví dụ cô bán 10 con HE, cô bán 10 con HE, cô đổi được 5 con XRP. Nhưng mà lúc đó XRP đang có giá là 66, 0.066. Bây giờ nó lên cái cận chỗ này nó là 0.071 thì cô đang có 8%. Tôi đang có 8% đúng không ạ? Thì lúc này XRP giá nó đang cao nè. Cô bán XRP cô đổi lại con HE. Ban đầu cô dùng 10 con cô đổi, 10 con XRP cô đổi, 10 con HE cô đổi XRP với cái giá này. Bây giờ XRP giá cao, XRP giá cao thì cô bán XRP ra cô đổi là HE. Lúc đó không phải là 10 con nữa, lúc đó sẽ là bao nhiêu ạ? 11 con là 10%. 11 con chẳng hạn là 10%. Và đây là cái cách trade tăng số lượng trong cái mùa downtrend này. Nhiều người ở trong một cái mùa downtrend, trong một cái mùa sắp mặt lời như vậy, các bạn cứ phải đi muốn kiếm tiền làm cái gì, các bạn có thấy hài hước không? Lắc hả? Các bạn xem lại xem có bạn nào bị lắc nữa không? Xem lại xem. Ổn mà đúng không ạ? Đấy. Rõ ràng trong một cái mùa downtrend như vậy, rõ ràng các bạn mua ít trend, các bạn mua thì nó càng giảm, mua rồi nó càng mất giá, mua nó càng mất giá. Tại vì chúng ta đừng có kỳ vọng vào giá nó nữa là thôi được rồi. Tại sao chúng ta không kỳ vọng vào cái khác? Tại sao các chúng ta không kỳ vọng vào cái khác mà cứ phải đi kỳ vọng vào cái giá làm cái gì? Đúng không? Đây nè. Góp cái hình này nè. Nếu gà bạn đang nuôi mà nó mất đi giá trị thì nghĩ cách để nó đẻ thêm số lượng gà con bù lại giá trị đang bị mất, nó hay hơn. Và con HE là con gà cô đang nuôi và nó đang mất dần giá trị. Thay vì cô ngồi cô cứ canh nó lên, cô đợi nó lên thì không, cô tìm cách cho nó đẻ ra nhiều con HE nữa. Con gà này nó phải đẻ ra nhiều con gà con HE nữa. Thì cô trade. Có nhiều cặp để trade không? Cô nói bao la luôn, chỉ là các bạn không để ý, rồi các bạn cứ đưa vào cái mặt tiêu cực, các bạn nhìn nó làm cái gì? Giá nó không được như ý thì nghĩ sang tới số lượng. Kiến thức dễ áp dụng như vậy mà mình không nghĩ tới, đúng rồi. Những cái này là cô chỉ chia sẻ bên kênh học viên thôi. Tại vì thị trường này các bạn thấy mấy bạn hoang mang quá, quá cười quá à. Các bạn coi nha, các bạn xem nè. Đây là cái app Hubi. Cô bỏ tiền vào, cô mua con HE, cô để đó. Cô click vào cái chỗ này nè, nó sẽ liệt kê ra những cái con mà giảm nhiều nhất đến con tăng, cô click thêm một cái nữa. Nó sẽ sắp xếp là những con tăng cao nhất cho đến những con thấp nhất. Ví dụ trong đây con XRP đang đứng top 3. À, lúc đó cô sẽ lấy con HE. Cô có mấy trăm con rồi đó đây nè. Cô cũng chả cô mua, cô cũng chả thèm coi nữa. Mà cô biết là cô trade là cô ăn được số lượng. Ví dụ cái chạc XRP trên HE thì lụm nó chỗ này.
mua ở đây đi, nó lên lại đỉnh cũ chốt ăn 7%, 8%, ăn là số lượng, ok chưa? Vậy thì ví dụ như tài sản của các bạn đang giá trị mà các bạn mua con HT, các bạn mua BTC, các bạn mua EKH, các bạn đã mua cái BNB gì đó, ok các bạn mua xong rồi nếu như mà cái giá trị của nó đang giảm đi 20% và nó đứng ở đó hoài luôn, đúng không ạ? Thì cái việc của chúng ta là chúng ta tăng 20% số lượng lên là xong, tăng 20% số lượng lên là xong. Bây giờ này con này XRP lên đây cô lụm 10% cô chốt, cô giữ lại HT, cô ngồi cô đợi tiếp nữa. Ví dụ cô ngồi đợi tiếp nữa xong rồi cô bật qua con Luna nha. Con Luna trên HE, chúng ta coi thử Luna trên HE. Luna trên HE. Tại vì các bạn đi kiếm tiền các bạn mua coi, tại sao các bạn không trade cho nó tăng ra? Chặt Luna trên HE đẹp không? Cái này là cái gì các bạn học rồi? Mô hình này mô hình gì? Mô hình cờ mút không? Break out lên một cái mút. Đây tôi vẽ cho nó chuẩn chỉnh, nhìn cho nó thần thái. Giả sử đây là nó đi cái mô hình tam giác đi, mở 15 phút xem. 15 phút nó đang test Sony R đấy. Nhìn cái kiểu này là 15 phút nó test Sony R đấy. Các bạn chơi nhiều các bạn, anh em chơi nhiều là sẽ nhìn ra. Đúng không? 15 phút test Sony R bật lên chứ còn gì nữa. Còn trên C cái đoạn này, còn trên V. Marine nhìn cái này quen không? Mút chứ đợi gì nữa. Mua giá này chẳng hạn, lên đây lượm được 8%, 7%, 7,7%. Rồi tiếp ăn xong rồi thoát ra giữ giữ con HE, HE có về 1 đô cũng kệ cha nó, cô giữ cái số lượng, cô không bán là cô không lỗ. Bây giờ giá trị nó đi, nó giảm phân nửa luôn cũng được, nó giảm 50% kệ nó, cô giữ số lượng. Bây giờ cô cho tăng năm tăng lên 50% là cô không bị lỗ, và sau đó nó tăng lên lại về giá cũ là có ít 2 tài khoản, đúng không? HE hồi nhanh hơn Luna là lỗ kép không? No. À, HE hồi nhanh hơn Luna, con Luna là lỗ kép. À, nguyên lý nó là như vậy, cơ bản nó như vậy. Nhưng nếu như chúng ta chơi theo cái này nè, chúng ta đặt TVSL này nọ, nó khác. Tại vì ví dụ cái mô hình này chúng ta học rồi, nó phá mô hình của chúng ta SL. Tại vì không phá nó về đến đây luôn. Nó về đến đây là chúng ta lại mất, nó về là cái đáy cũ này đâu, nó mất khoảng 7%. 7% số lượng. Có rất là nhiều con ở đây nó đang đi mô hình, có nghĩa là tại vì trong một cái đà giảm như vậy mà các bạn cứ đi tìm một cái chạc tăng thì làm sao mà có một cái đà Bitcoin BKC trên USD nó sắp mặt lời như vậy thì làm sao mà có một cái chạc trên USD mà nó tăng, đúng không? Chúng ta đi tìm cái không có không chi, tại sao chúng ta không đi tìm những cái có, ví dụ như Luna trên HE nó đang ngon gì nữa. Con quỷ này là con gì, VSIS, con này cũng chả biết là cái gì nhưng cô biết nó niêm yết trên sàn là cô quất rồi. Tại vì sao nó niêm yết trên sàn là nó được kiểm tra kỹ, nó được thằng sàn test. Mở thử con này xem chặt đẹp không, con này mở các bạn trade thì các bạn mở 30 phút hay là bao nhiêu đó. Ví dụ ủa con này trong trên BKC rồi, nhầm, HE. Cái chạc 3 phút như vậy các bạn đánh Exchange, các bạn đánh Marine, các bạn chơi không? Trời nó test Sony R dạ gì không đánh. Vào mua giá này. Hai cây xanh này đẹp không? Lên lại đỉnh cũ thì cũng được 6%, 5%. Chơi coi cũng nhàn mà đúng không? Chỉ có các bạn hiểu nó phức tạp thôi. Đúng không? Rồi đó là chơi tăng số lượng được chưa? Hết khóc hết than. Chỉ có một cách, ví dụ như thị trường downtrend như vậy các bạn chỉ có 2 con đường thôi. Thị trường nó down như vậy, nó rớt như vậy là các bạn đang mất về giá trị nội tại của nó. Một, các bạn chỉ có 2 cách chọn. Một là các bạn cắn lưỡi, các bạn cắt lỗ SL. Đúng không? Cắn răng SL đi là xong, nó giảm xong thoải mái lắm, nó giảm kệ cha nó. Còn các bạn tiếc quá đó, các bạn không cắt được á vì cái khoản tiền các bạn bỏ vào nhiều quá, tôi biết. Tôi biết các bạn bỏ nhiều các bạn không cắt được đâu, thì tôi phải tư vấn theo cái cách phù hợp. Lúc đó các bạn không cắt được rồi, để đó cho tôi bình tĩnh, đã mất về giá trị nội tại thì cho con nó số lượng lên. Đúng không ạ? Cho con cái số lượng lên là xong. Đấy. Que BKC vào thêm được hay không
Thì đắt để coi con nó như thế nào. Đấy còn một cái ví dụ như vậy á. Và cô nói rồi thời điểm này các bạn đi ôm BKC làm cái gì? Có nhiều con để ôm để căng lên. Các bạn có muốn làm triệu phú mà làm các bạn muốn làm một đại gia sở hữu BKC. Tại sao các bạn không làm một đại gia sở hữu BNB, đại gia sở hữu LKC, đại gia sở hữu EKH, đại gia sở hữu HE nha tôi. Đi ôm muốn làm đại gia sở hữu BKC làm chi vậy? BKC bây giờ mà X3 thì nó phải là bao nhiêu các bạn? 100.000 đô. Ủa chi chọn cực kỳ các bạn? Các bạn chọn cái con các bạn mua cực kỳ vậy? Hâu mà cũng chọn con như vậy luôn mua hâu hả? Khi nào mở lại lớp học viên? Lúc nào cũng có các bạn. Thứ tư này là các bạn học viên, kênh học viên học nè. C3 đang rẻ, khoan nha. Những bạn mà chọn những cái con C3 các bạn phải đặt câu hỏi là nếu mà các bạn chọn những cái đồng coin rác á thì không có cái con altcoin trên C3. Có con XRP trên HE thì có. VSIF trên HE thì có nhưng mà không có cái con nào trên C3 cả. Cho nên nếu như mà các bạn chọn C3 các bạn đánh á mà nó trong một cái đà downtrend như cái kiểu này nè thì các bạn chỉ có một cách là các bạn lên bán xuống, lên test này bán xuống, các bạn chỉ có một đường lựa chọn thôi. Nhưng nếu như mà các bạn mua con HE, mua những cái đồng mà nó thanh khoản lớn, nó được nhiều cặp giao dịch trên đó. Ví dụ con HE này thì ngoài cái việc chúng ta đánh HE, chúng ta canh, chúng ta lên đây chúng ta bán xuống, bán ra lấy tiền USDT đấy, xong rồi xuống đây này chúng ta mua lại, lên đây chúng ta bán thì chúng ta cân USDT. Thì chúng ta vẫn còn một cách là tăng cái số lượng HE, nhưng nếu như bạn chọn con C3 thì bạn sẽ không tăng được số lượng của C3 nha. Nhớ kỹ cái đó nha. Chồng em ôm LKC xong vứt nó luôn, tuyệt vời. Ôm LKC bỏ luôn là ngon. Mở lại cái con HE này coi xem có cặp nào. Đây quá trời cặp luôn, trời ơi con gì nữa? FTT hả? Con FTT là con quỷ gì đây? FTT HE. Có bao la con xoay sao không xoay đi, đi cứ đè cái con mà đang giảm xoay, cô chả hiểu mấy người. Thế là cái chặt này đẹp không? FTT của sàn FTX hả? À nó làm coi sàn nữa hả? Có luôn hả? Những cái này thường cô không có rành nhưng mà cô nhìn trên chạc không? Cô chỉ đơn giản nhìn trên chạc thôi. Chạc nó đẹp rồi nhảy vào mút nó có dại gì. Giả sử nó đi một nhịp này thử xem nha. Nó nhích một nhịp này lên như phần trăm bèo bèo cũng 5,98% là gần 6%. Là cô chỉ canh cái đỉnh cũ thôi chứ tôi không, cô chưa canh cái tôi canh cái đỉnh cũ nha, cô đánh đỉnh cũ này mà nó đã phá cái mô hình cờ này rồi thì nó lên nó làm gì mà đi cái đỉnh cũ nó phải hơn chứ đúng không? Nhưng mà cô chốt non đó, tăng số lượng chốt non đó. Ở đây có một bạn ở đây, bạn 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 Phúc, bạn có nói bà Bảo Phúc có nói là vừa rồi bạn nó trade 80 con lên hai lên 100 mấy đúng không? Đâu 45 con HE trade lên 130 con. Không biết bạn Phúc có đây không mà bạn lên xác nhận cho các anh em sẽ nghe thử xem. Bà ngồi bà, mà bạn đó là phụ nữ nha. Các ông đàn ông các ông thấy nhục chưa? Người ta phụ nữ người ta chơi con gì ấy nhỉ? HE để cô tìm lại cái tin nhắn xem. Tôi mở ra cho mấy ông nhục nha. Cái vấn đề ở cái chỗ là các bạn biết gì không? Cái vị thế. Cái vấn đề ở chỗ là cái vị thế của các bạn tại vì sao? Các bạn đã quá kỳ vọng vào BKC, quá kỳ vọng vào nhiều con trong cái bản chất chạc nó bao la con để anh em mình đánh mà anh em mình không đánh. Đâu rồi? Tìm lại. Không biết các bạn nó có online đây không, có online nghe không? Hôm trước có chị Phúc có nói đúng không? Hôm nay chị Phúc không có lên rồi đúng rồi, bữa Zoom chị Phúc có nói đúng không đó, và cái hình nó cô có up lên trên 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 group chat đó, bà trai bà cắn đó 101 HE à, lên 145 con HE, tức là cân cân 45% tài, cân 40% tài sản chứ không ít nha các bạn. Có nghĩa là ví dụ như HE bây giờ nó có chia, bạn bạn nó mua 101 đi, HE có chia hai số lượng, có chia hai giá trị, mất đi một nửa giá thì bây giờ số lượng của bà cân gần một nửa rồi. Bù lại được cái đó lúc đó HE phục hồi lên thì bả ngập mặt. Điều gì xảy ra nếu như HE nó lên lại khoảng 28, vừa rồi HE về 9 đô mà các bạn không mua là các bạn sai lầm. Tôi nói thật các bạn coi nè, cho nên phân tích kỹ thuật nó vi diệu lắm, đừng có chọn mấy con bự bự như BKC, EKH trade cũng ok, đừng chọn BKC cho tăng số lượng. Các bạn thấy nó về đúng EMA Bunker nha, D1 nha, về EMA Bunker nha. Ở đây mà nó nhích lên, nó phục hồi lên một cái là giá trị nó phục hồi lên.
là cái số lượng của bà này ôm là ngon luôn á. Vừa cân về số lượng, giá nó phục hồi lên là vừa cân về chất lượng. GT, MX gì đó. Tôi nói các bạn những con này thường tôi không có đánh. Con nào rành tôi cũng mới đánh. Còn các bạn thấy những con đó rành các bạn cứ đánh ra tùy các bạn. Nhưng cơ bản là tôi chỉ cho các bạn cái cần câu. Tôi chỉ cho các bạn cái cách để các bạn đánh. Chứ không phải là các bạn hỏi con cá GT ăn được hay không. Con cá MX câu được hay không. Con cá ICX như thế nào anh. Các bạn đang đang rất là dở. Tôi đang các bạn hiểu không ạ? Tôi đang cho các bạn cái cần câu, các bạn đi tự đi câu đi chứ còn tôi đi câu cá cho các bạn nữa hả? Coi sàn nào cũng được tùy các bạn, nếu như các bạn nghĩ cái đồng coi đó, coi sàn đó nó có niềm tin thì các bạn mua thôi. Nhưng tôi nói với các bạn coi sàn tôi không mua. Coi sàn tôi chỉ mua đúng hai con thôi. Binance với Huobi những cái đồng coi sàn đó tôi mua. Còn những thằng coi cầu những cái thằng coi sàn nào của một cái sàn cào lao nào đó mà tôi thấy không có nhiều người biết tôi mới chơi. Tại vì đối với tôi cái việc mất tiền nó quan trọng lắm. Chứ tôi không có niềm tin ở đây. Huobi, tôi chỉ biết Huobi và Binance thanh khoản lớn, sàn nó co. Ok, đồng coi sàn nó canh được. Hết. Đúng không? Con BNB nữa. Trời ơi, của nó đủ thứ con các bạn. Cái mùa này nó đang giảm các bạn không mua thì tôi hỏi các bạn đợi lúc nào các bạn mua, các bạn đợi nó tăng các bạn mua hả? Đợi nó lên giá mua hả? Mua xong rồi gọi là hold á hả? Thà nó lên giá như vậy các bạn trade còn ok đúng không? Lên bán tiếp. Còn hold thì đây là thời điểm ngon đó hold, tại sao không mua? Mua đi, chia tiền ra mua dần xong là trade tăng nó số lượng để bớt lên lên cộng đồng ngồi than khóc. Đúng không? Rồi bây giờ nói tới bài vị thế. Không nói cái này, sẵn nói tiếp về cái chu kỳ các bạn đánh, các bạn phải chú ý về cái chu kỳ. Nó là luật nhân quả đó. Thầy hứa phân tích về EKH. BKC nó đi như vậy cái EKH nó bị ảnh hưởng theo coi cũng chả gì cả đâu. Còn muốn soi chặt EKH, soi chặt nào tôi mở chặt đó tôi soi nhận định lên cho mọi người thôi. Ví dụ các bạn xác định các bạn mua EKH, mở thử EKH nha. EKH dưới DT. Những cái buổi zoom tới á chắc sẽ đi sâu vào cái tâm lý giao dịch và cái những cái thực chiến thực tế giống như vậy nè, thay vì học lý thuyết nữa. Thì tôi với Phong sẽ phụ trách cái đó, chia sẻ cho các anh em. Không ạ? Để ít ra sau này các bạn dựa vào những kiến thức này, các bạn trade, các bạn có tiền rồi các bạn cho vào tên học viên hay là cho vào học ở đâu đó cũng được để nâng cao kiến thức lên. Chứ bây giờ các bạn mà không nâng cao, tôi nói luôn, sắp tới nó siết lại, không có dễ mà ăn đâu. Các bạn ăn được 10 đồng, các bạn cũng phải ói ra 3 đồng để đóng thuế. Không có dễ đâu. EKH nè. Bây giờ giả sử bạn đang nghĩ EKH ok, giá này đối với tôi là rất là hợp lý, tôi mua được chẳng hạn. Có nhiều người nói giá này còn cao quá không mua được, kệ mẹ nó. Giá này đối với tôi là hợp lý rồi, tôi chia tiền ra mua chẳng hạn, ok. Góc nhìn của các bạn mua ở đây thì các bạn đừng có all in hết. Các bạn chia ra 3 lần tiền. Các bạn mua ở đây thì nó xuống 2% mua nữa không? Mua nữa thì rất là hài hước luôn. Nó mua ở đây xong rồi bèo bèo nó cũng phải xuống 5%, 10% hay là 15% nó mới mua lệnh 2, lệnh 3 chứ đúng không ạ? Các bạn lên cái kế hoạch các bạn mua cái này đã, xong rồi các bạn đặt đặt một cái dấu vấn đề là khi nào bán. Bây giờ giá này mua khi nào bán. Ví dụ nhìn D1 nhìn 4 giờ nó giá nó quá sâu rồi. Giá nó quá sâu rồi bây giờ. D1 đi ok mua ngay EMA 200, quyết định mua ngay đi EMA 200. Mua. Xong rồi đến tháng 8 đến tháng 11 là cái chu kỳ trong năm là cái chu kỳ mà giá coin nó lên mạnh. Đúng không ạ? Thì chúng ta mới coi là giá chẳng hạn, các bạn xác định được cái điều đó thì ok mua. Hoặc các bạn không có điều kiện các bạn mua 100 triệu, mỗi tuần các bạn bỏ ra 20 triệu, 10 triệu các bạn mua tùy các bạn chia ra chơi cái kiểu mua ống heo á. Mua giữ EKH xong rồi làm gì? Mua EKH đừng coi đã mua theo số lượng này. Cái này bên chứng khoán gọi là phương pháp canh canh lim á, mua tích trữ á, mua theo giá trị á. Các bạn mua theo giá trị tương lai của nó là tháng 8 tháng 1 nó tăng chẳng hạn. Các bạn mua theo đó thì để đó, đừng có vội bán. Giữ cái số lượng bây giờ bạn mua được 20 con EKH đi chẳng hạn. 20 con chắc nhiều quá, các bạn làm có đủ số tiền lớn vậy mua đúng không? Tôi nói đùa cho anh em vui vậy thôi. Mua khoảng 10 con, 20 con tùy các bạn mua xong rồi. Bật cái chạc nào ra. Các bạn mở cái app Binance ra các bạn coi được không? Các bạn coi được đúng không? Dễ mà, mở cái app Binance ra để tôi coi EKH nha. Tôi coi cái chạc EKH nào ngon, con nào mà cho con được số lượng EKH nè. Để coi trade EKH.
Ở đây chỉ có BNB, BKC, ALTS và EKH nè. Rồi chúng ta xem thử có con nó trên đây nó đang hiện một loạt nè. Tôi chụp cái hình cho các bạn nha. Chụp cái hình này cho các bạn xem. Tại vì sao? Tại vì cái mùa mà giảm như vậy thì chúng ta nó đã giảm giá trị rồi, chúng ta kỳ vọng giá trị nó tăng làm cái gì? Chúng ta chỉ nó giảm thì chúng ta út theo số lượng thôi, tăng số lượng thôi. Đó, các bạn click vô cái mục này, ở đây nó có mục 24 trend trend nè, 24H trend nè. Các bạn click vào để nó liệt kê ra những cái cặp nào mà đang theo EKH có giá trị tăng trưởng cao nhất, nó liệt kê 18%, 15%, 14%. Đừng những con 1%, 1% này không chơi. Bây giờ ba con này chúng ta kiểm tra xem. CVP CVP. Chúng ta coi thử cái chart của CVP ngon không nha. Mua EKH xong rồi. Bây giờ bắt đầu cái kế hoạch của anh em mình là tăng số lượng EKH nè, làm sao nó đẻ thêm gà con. CVP EKH. Ba mươi phút sắp mặt lờ 1 giờ. Ok rồi, ví dụ những cái chạc như vậy chúng ta thấy là giá nó đã đâm qua cái đường so với R rồi, chúng ta không vào, không vào đúng không ạ? Chúng ta xem tiếp một cái con thứ hai đang con đang tăng tăng thứ hai là con gì, STRAX. STRAX đang tăng 15%. STRAX STRAX EKH. Ok, con này thì nó khả quan hơn, khả thi hơn. Con này 30 phút và 15 và 1 giờ nó đều đang nằm trên so với R. Và nó đang hình thành một cái mô hình. Thằng này có thể là nó đi cái mô hình hình chữ nhật. Đây là mô hình cờ. Hoặc nó có thể nó đi dài 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 nó kéo ra thành mô hình tam giác. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có được EKH thì ok, chia tiền ra chúng ta canh nó test 34 chúng ta mua, hoặc nó có xuống tới chỗ này nữa nó có xuống chỗ này chúng ta mua tiếp chẳng hạn. Tại vì ở đây có nguyên cụm EMA đỡ lại mà. Rồi nếu như mà nó bật lên một cái đỉnh cũ thì chúng ta lời được một mớ EKH. Đỉnh cũ của nó đã đây thì nó bật lên đỉnh cũ là 50% nha quý vị. 50% nhiều quá sợ không đủ năng lực gồng, thôi gồng nữa thôi. Nó bật lên đỉnh cũ ở đây thôi. À, đánh thay mô hình đi, đánh cái trường phái mô hình đây, còn trên C còn trên V đây, ước mơ nho nhỏ lụm có nhiêu đây đủ rồi, xuống ở đây là 23% số lượng tăng số lượng EKH. Xong rồi đến tháng 8 cứ chơi cách này đến tháng 8 tháng 11 coi lại tài sản giàu hay nghèo. XVG EKH, XVG EKH. Các bạn coi những con đó các bạn phải coi trên cái tăng trưởng của nó có hay không để coi. À con này ok, con này đi cái chạc đẹp nè, trời con này quá đẹp, nhìn là thấy mô hình nè đúng không ạ? Ví dụ kéo dài cái này ra thì đây nó test trend nè, nó test nè, bật lên nè, thằng này nó bật lên ít nhất nó phá cái đỉnh này nè, con này ok mà cho ai cân số lượng lên, đâu có ai cấm chúng ta đâu. Chỉ có một đây bạn Vân lên đây nè, 103 HP lên 149 rồi. Cô nói thật với các bạn nha, HP nó phải lên ít nhất là trên 35 40 đô tôi mới coi lại giá. Tôi mới coi lại giá. Nhiều khi cô nói bây giờ HP nó cứ giảm như vậy mà cái số lượng cứ ít hai mẹ nó rồi thì lại lời chứ không lỗ á. Dù cho HP giá nó giảm hơn trước đó chúng ta mua, nó vẫn lời. Nhưng cái vấn đề là những cái con chúng ta chọn thì làm ơn chọn những cái con nó rẻ rẻ, ví dụ như HP giá nó đang rẻ, đừng có chọn những con giá cao quá. Các bạn hình dung không? BNB cũng như vậy nè, có nhiều con để trade mà. Đó. Đây là cái cách đánh exchange con số lượng. Ví dụ cái mùa này nếu như các bạn biết cái cách này rồi thấy nó dễ đúng không? Thì cái mùa này các bạn đánh các bạn kiếm tiền dễ mà đâu có khó đâu. Các bạn chơi không lên số lượng lên thôi. Tại vì với một cái đà downtrend thì giá trị nó luôn giảm, con nào giá trị cũng giảm thì chúng ta đừng nó đã không tăng được thì chúng ta đừng có kỳ vọng nó tăng. Chúng ta kỳ vọng cái khác đi, không tăng được giá trị của nó thì thôi chúng ta kỳ vọng tăng số lượng thôi. Như vậy thôi. Tại sao các bạn biết không? Tại vì đây mấy ông mấy bà ơi. Ví dụ con XVG trên HE
Tại vì đây là một cái cặp phân số. Nếu như cái này thành coi H bạn đó rồi. Đây. Chúng ta mua con HE nếu như nó lên thì ok, ngồi yên chỗ. Lời dưới để coi. Còn nếu như HE mà nó giảm thì đối với những cái cặp phân số này nè, mẫu số giảm thì cặp phân số này nó căng hay giảm? Mẫu số giảm thì cặp phân số này nó căng. Vậy thì cái việc chúng ta tìm cho ra những cặp phân số giống như vậy, chúng ta ngồi chúng ta try để chúng ta căng cái số lượng này lên thôi là xong. Rồi. Và mở song song hai chạc, chú ý khi HE mà nó bật lên lại thì quan sát con này nó có giảm không. Con này mà nó chuẩn bị giảm thì chốt lời. Hình như không ạ? Tại vì khi HE mà nó đi lên lại thì cái cặp phân số này nó giảm. Nhưng có những lúc mà HE đi lên mà cặp phân số này không giảm mà vẫn tăng. Cặp phân số này vẫn tăng thì đây là cơ hội tốt. Các bạn đang có lại kép, các bạn múc tiếp, các bạn giữ. Tại vì sao? Tại vì lúc đó HE nó tăng, nhưng mà đồng thời HE là mẫu số nó tăng, nhưng đồng thời con XVG là tử số nó cũng ăn theo luôn, nó ăn mạnh hơn cả thằng mẫu số, cho nên nguyên cái cặp này làm cho nó căng. Chính vì như vậy cho nên nếu như mà lúc đó tử số nó căng nhanh hơn mẫu số, nó cặp này nó đang căng nè, thì chứng tỏ là tử số đang căng nhanh hơn mẫu số. Ví dụ chúng ta nhìn cái cặp này nó đang căng mà HE nó đang giảm á, mà cái cặp XVG này nó đang căng thì là XVG là tử số nó đang căng nhanh hơn mẫu số, thì chúng ta giữ lại, chúng ta đợi một cái nhịp. Để cô cắt bớt mấy bà show webcam. Thì chúng ta đợi một cái nhịp là HE nó giảm lại một bước mà tử số này nó vẫn tăng nữa, thì con này nó lên còn nhanh như vũ bão nữa. Nhanh như vũ bão nữa đó. Một ngày người ta kiếm được 5 HE. Mấy ông đàn ông, mấy ông thua cả phụ nữ. Bắp nhục chưa? Mấy bạn này bên kênh học viên đấy. Tại vì sao? Họ có một cái vị thế tốt. Nếu như đây là cái tiền vay mượn của các bạn, hay là cái tiền mà các bạn phải bắt buộc phải 2-3 ngày hay tuần sau các bạn phải rút, các bạn không chơi được cái trò này. Nhưng nếu như các bạn có một cái vị thế, một cái tầm nhìn xa, tương lai sắp tới, không cần nói đâu đâu xa, tháng 8, tháng 11 giá nó lên lại, thị trường lên lại, ngon. Trời ơi, giờ mua là tuyệt vời. Tại vì giờ mua đang là giá quá quá đẹp để mua. Cô chỉ hỏi một câu, các bạn nhìn lại cái giá của ADA, giá LTC, giá BNB, thậm chí giá của HE luôn. Lúc mà BKC trước đây ở cái ngưỡng 30k, 31k, 32k, những con đó giá bao nhiêu? Và bây giờ BKC cũng về lại cái ngưỡng 30k, 31k, 32k, những con này giá bao nhiêu? Có giảm nhiều hơn với trước không? Nó căng, bèo bèo nó cũng phải bằng. Đúng không ạ? Vậy thì nếu như BKC bật lên một cái thì những con này nó giá nó lên còn nhanh vũ bão nữa, nó lên ác lên nữa. Đúng không? Các bạn có nhìn lại xem các bạn thấy thường nhận không? Rồi. Đánh cái đó gọi là đánh thì để ý cái chu kỳ. Đánh exchange, HE là gì? HE là cái đồng coi sàn của Huobi. Tôi không dám mua, các không dám mua những cái đồng coi sàn lạ, tôi chỉ mua những cái đồng coi sàn lớn thôi, tôi mới mua. Sàn lớn tôi mới dám mua. Còn nhiều khi có những cái sàn mà các bạn biết các bạn cảm thấy lớn thì các bạn mua, thì nhưng mà mua thì cho con số lượng thì để ý nó có những cái thanh khoản cho nó hay không. Ok chưa? Yeah. Đó là cái cách quản lý vốn và cái cách chiến lược để anh em mình chơi dành cho những holder bất đắc dĩ như bây giờ lỡ hold. Vừa rồi tôi check những cái tài khoản các anh em học viên mới vào thì họ, tôi hay nói họ gửi cho tôi cái danh sách mà các bạn đang bị kẹt hàng, đang bị tài khoản đang bị âm, đang gì đó, gửi cho cô xem và cho cô xem cái giá mua và cái phần trăm đang chiếm tài khoản. Ví dụ bạn mua con ADA đang chiếm 30%, mua con LKC chiếm 50 chẳng hạn, thì cô coi dựa trên, cô không phải cô kiểm tra, cô sẽ đưa cái phương án để các bạn phát hàng, để các bạn tối ưu hóa tài khoản, nhưng không phải dựa trên chạc không, các bạn hình dung không? Ví dụ mà các bạn đang mua con ADA mà đang chiếm 90% tài khoản, tôi không thể nào cô kêu các bạn cắt. Tôi không có nào cứ các bạn cắt được. Tôi không có nào nhìn trên chạc của các bạn cắt. Tôi phải đưa ra cái phương án khác là để bạn chơi cân được số lượng đó, hoặc là bán ra mua lại giá thấp hơn, và chỉ thoát hàng đến một cái điểm nào đó mới thoát hàng, thời gian nào đó thoát hàng. Còn những cái mà đó là cái cách mà quản lý quỹ, quản lý tài khoản người ta đang đánh ấy, chứ không phải là các bạn cắt hay là giữ, mà các bạn mở cái chạc ra các bạn hỏi anh ơi bây giờ con này nên cắt hay nên giữ. Cái đó là tư duy sai lầm. Các bạn nghiệm lại xem lời cô nói có đúng hay không. Cô có đâu, tôi không có nói gì là phi lý.
Nhiều người cắt hay giữ cứ nhìn trên chat là các bạn đang nhìn phiến diện trên một cái màn hình trắng đen. Cho nên trade khô hoài là như vậy á. Nhưng nếu như một cái thằng mà nó bỏ ra khoảng 2%, 5% tổng tài sản của nó mà nó chỉ mua con ADA không, mà bây giờ giá chia 2 cắt hệ nó đi, giá nó chia 3, chia 5 cắt đi. Tại vì cắt như vậy nó có dính có mấy phần trăm tài sản à, đâu có nhiêu đâu. Cái đồng đó chỉ chiếm mấy phần trăm tài sản à. Cho nên cắt hay không, thậm chí ở đây luôn sẽ có những thầy bà đang ngồi nghe nè. Mấy ông, mấy bà mà có tư vấn cắt cho người ta rồi làm ơn làm phước á, dùng cái cách này. Đừng có tư vấn bậy cọ nhỏ, cọ người ta. Tài khoản ví dụ 10.000 đô đang mua con ADA chiếm 70%, 5% kêu nhỏ cắt, cái cắt xong đi luôn. Bạn cắt một phát mà bạn không có cái phương án mà để phục hồi lại 50% tài khoản, đừng kêu họ cắt. Nhớ nha. Tại vì sao? Tại vì lỡ mà bạn cắt mà xui xui á, tin tức nó ra mà nó bụp lên cái là bạn thành cọi đồ luôn á, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn cắt xong rồi bạn mà chỉ có những cái phương pháp mà trade tăng 5%, 10%, bạn trade lên mù quýt luôn cũng không bù lại 50% số lượng. Tại vì sao? Tại vì cái vị thế à, quay lại cái vị thế, quay lại cái vị thế là cái mà sắp tôi đang định sắp nói. Nếu mà các bạn không xử lý được, không hiểu được cái vị thế này, đời anh em mãi khổ. Chơi không bao giờ thắng. Các bạn chơi càng nhiều càng thua. Càng nhiều càng thua. Đây là cái vị thế này nè. Ví dụ như cái đoạn này đi. Đoạn này đang là 10.000 đô. Mà bạn tư vấn cho một cái người nó về âm 40% tài khoản thôi. Bạn kêu họ cắt. Bạn kêu họ cắt thì bạn có biết là bây giờ nếu mà người ta cắt thì tài khoản người ta chỉ còn 6.000 đô thôi. Mà để hòa vốn, người ta phải đánh lên đến, bạn phải chỉ cho người ta ăn cái kèo nào lên 6-7% nha. Bạn kêu người ta cắt 40% là bạn phải chỉ cho người ta cái kèo nào lên được ăn được 6-7% mới hòa vốn. Chứ không có lãi, mới hòa vốn. Cho nên với cái trò này thì bạn cắt một phát là vị thế bạn bị cụt liền. Mà vị thế đã cụt rồi là bạn rất khó quay lại điểm xuất phát. Đúng không? Chính vì như vậy các bạn không có chiến lược, không có kiến thức, không hiểu những quy luật này, các bạn trade coin, exchange, cả marine, các bạn có thắng đâu. Bây giờ nếu như tôi nói cái này có thể là các bạn khó hình dung, nhưng mà tôi đưa một cái ví dụ thực tế, các bạn sẽ nhìn rõ nét hơn và các bạn rùng mình luôn á, các bạn lạnh người luôn á. Ví dụ nha, muốn nghe ví dụ thực tế không ạ? Thực tế trong cuộc sống luôn á, để các bạn hiểu thế nào là nhà cái và trường thắng lớn hơn một và vị thế. Các bạn nghe ví dụ này các bạn sẽ hiểu. Hôm ví dụ này cô chia sẻ, cô hay chia sẻ với học viên lắm, nhưng mà hôm nay cô chia sẻ cho mọi người luôn. Tại vì thị trường vừa rồi nó mới nãy nó rớt, thấy nhiều ông quan quá, tôi vẫn bình thản, cô đi shopping, tôi vẫn đưa vợ đi siêu thị mua. Tôi mua mà người ta còn không bán nữa, không có gà để bán hết trơn, khóc luôn à. Ok, bây giờ nghe cái bài này nha, nghe cái ví dụ này thực tế trong cuộc sống chúng ta, xong rồi nghiệm lại nha. Có một ông A ở Bình Dương. Ông A ở Bình Dương. Ông này có giấu tên, nói ra thì nói nhiều cái vấn đề đụng chạm, tôi muốn nói. Nhưng mà đây là câu chuyện có thật nha. Ông này ông B. Đây. Ông B vay 100 tỷ. Đây, ông A là nhà cái, đúng không? Ông A cho ông B vay 100 tỷ. Bây giờ mà ông B muốn vay 100 tỷ, ông B phải có cái vị thế. Cái vị thế là gì? Phải có bất động sản, có những cái khác, có cái tín nhiệm, có cái tín dụng đối với băng cơ, đối với ngân hàng thì mới vay được. Và ngân hàng cũng không có dạy cho vay 100 tỷ dễ dàng. Cho vay 10 triệu thì dễ, cho vay 100 triệu thì còn dễ, 100 tỷ làm thì dễ. Tại vì ông B những cái tay co này mà muốn vay là bắt buộc phải tìm đến những cái tay co hơn là ông A để vay. Ok chưa? Thanh khoản, nhánh. Đúng không ạ? Vay 100 tỷ, giả sử ông A ông cho ông B vay 100 tỷ. Đó, cái này bạn nói nha, Dr. T là bạn nói chứ cô không có nói nha. Tôi nói ông nói dữ lắm, tôi sợ lắm. Tôi nói ví dụ thôi, còn các bạn nghĩ gì các bạn tự biết, cô không có nói ổng à. Ví dụ ông A cho ông B vay 100 tỷ với lợi nhuận là 10% một năm. Ví dụ thôi nha, chứ cô không biết là lợi nhuận bao nhiêu, nhưng chỉ ví dụ lấy bèo bèo 10% thôi. 10% một năm, vậy thì cái ông B ổng vay 10%. Má nói như vậy họ không biết cái clip này có nên lưu lại không á trời. Lưu lại up YouTube chắc có ngày cô bị mời lên. Diện nát cắt nha, cắt khúc này nha. Up YouTube cắt khúc này ha. Bây giờ ông B ông vay 100 tỷ lợi nhuận 10%. Nhưng mà các bạn có biết không, ông B lúc mà ông nhận tiền, ông đâu có nhận được 100 tỷ đâu các bạn.
Ông đâu nhận được 100 tỷ đâu. Ông nhận được bao nhiêu tiền à? Ông nhận 90 tỷ. Ông A rất là thông minh, ông đánh vô, ông hạ vị thế ông B liền. Tại vì sao? Ông B muốn vay được 100 tỷ, ông B phải cắm cái tài sản có giá trị của mình cho ông A. Ông A giải ngân rất là nhanh. Và ông A cho ông B vay 100 tỷ. Nhưng mà ông B chỉ nhận được 90 thôi. Ông A bắt buộc phải thu ngay cái tiền lãi, lỡ thằng này mà nó có ăn luôn 100 tỷ ai trả lãi cho mình? Giấy cờ nhà nó thì mình cầm, giấy cờ đất nó mình cầm. Nhưng mà ai trả lãi cho mình? Phải lấy lãi nó ngay ban đầu chứ. Trả lại trước, chính xác, lấy lại thì ông B chỉ còn có 90 tỷ thôi. Vậy thì có phải là nhìn cái bảng hồi nãy là chúng ta thấy là bị hạ ngay vị thế không? Bây giờ đã nghèo rồi, kiếm tiền trả mất ngay 10% thì bây giờ phải phục hồi lại 11% mới hòa vốn, chứ đừng có nghĩ đến cái việc là trả lãi. Tại vì bây giờ nếu như mà 100 tỷ này mà đi đầu tư, bạn phải có 110 tỷ, bạn trả lại 100, bạn trả 100 tỷ này cho ông này đâu được đâu, bạn mới trả 110 tỷ. Đúng không ạ? À? Bây giờ bạn thử, bây giờ nếu như mà bị thu liền ngay ban đầu thì 90 tỷ, bây giờ mà muốn trả 110 tỷ, 90 tỷ so với 110 tỷ là bao nhiêu phần trăm các bạn? Tính ngay luôn, 90 chia cho 110 là chỉ có 0,81% thôi, có nghĩa là bạn đang bị âm ngay là 19%. Bạn muốn trả nợ là bạn phải từ 90 tỷ bạn phải tăng được tài khoản là 19% bạn mới có thể trả nợ được nha. Đúng không ạ? À? Cho nên ngay ban đầu là ông B này bị giảm vị thế, là ông B này không có khả năng phục hồi lại tài khoản. Ok chưa? Xong, đây là trường hợp xấu. Trường hợp ông B thật sự có một cái dự án ngon lành mà ông B có thể căng được, gia căng được tài sản hay gì đó thì ok. Trường hợp xấu ông này không không gia căng được tài sản, ông này muốn gia hạn, ông này bắt buộc phải cắt cái tiền, cắt cái 10 tỷ trong 90 tỷ để trả cho ông này để gia hạn thêm 5, 50 tỷ mà. Thì lúc này ông này chỉ còn 80 tỷ thôi. Ông này chỉ còn 80 tỷ thôi, đúng không? Chưa kể là tiền khấu hao nha, tôi cho ông này không xài gì luôn á là còn 80 tỷ thôi. Thì lúc đó là gì các bạn? Lúc đó là tôi chỉ nè, tôi cho các bạn xem nha. Lúc đó nha là 80 chia cho 110, các bạn bấm thử đi. 80 chia cho 110. Qua câu chuyện này đầu đắt tôi sẽ nói về cái nhà cái và vị thế của các bạn chơi. Là còn có 0,72, tức là bạn phải gồng 28% để bạn mới có được tiền gốc và tiền lãi trả cho ông A. Chết chưa? Qua năm thứ hai là chết, nhưng chưa, cái này mới chết nè các bạn, cái này mới là nhát dao chí tử cho player. Ông B tạm gọi là player, nhát dao chí tử mà nhà cái đâm nè. Lúc này ông này không còn khả năng vay tiền đi thì ông A hủy cái hợp đồng cũ là 100 tỷ mỗi năm tăng 10%, thanh lý hợp đồng cũ. Ông A muốn ông B ký làm một cái hợp đồng mới là 111 tỷ, 111 tỷ vay một năm 10%, nhưng lúc này ông B đang nhận số tiền là bao nhiêu các bạn? Ông B còn có 80 tỷ rồi các bạn ơi. Lúc này 111 tỷ, ông B lại bị hạ vị thế thêm một lần nữa, 80 chia cho 110 11 11 110 tỷ. Đúng không ạ? À? Chính cái tức là ông này lại lấy cái gốc cộng cái lãi để tính 10% trên đó. Lúc này ông B đang mất cái vị thế, khó phục hồi lại tài khoản, còn bị thêm một cái áp lực gánh lãi mẹ để lãi con. Cho nên dần dần tài sản của ông B cắm cho ông A là của ông A. Các bạn nghe cái câu chuyện này là thấy câu chuyện có thật và thấy rợn người đúng không ạ? Nhưng bây giờ tôi ví dụ lại một cái câu chuyện, tôi biến hóa cái câu chuyện này lại một tí, tôi coi các bạn có rợn người không ạ? Các bạn sẽ thấy nó không gì rợn người đó. Tại vì sao? Mỗi ngày các bạn đều gặp mà. Các bạn nghĩ địa gì với các bạn? Các bạn đang có một cái tài khoản là 100 đô. Phát mồ hôi đúng không ạ? Chưa đâu, các bạn đang có tài khoản 100 đô. Bây giờ qua câu chuyện này đi, qua câu chuyện này còn vui hơn nè. Để cho các bạn biết cái vị thế và tại sao các bạn không có trường thắng sắc số lớn một là các bạn chơi các bạn mãi thua. Các bạn đang có 100 đô là tài khoản gốc của anh nha, các bạn là ông B nha, các bạn là anh B nha, các bạn có 100 đô. Bây giờ kèo ngon quá. Marine luôn thắng, Israel luôn thắng. Nhưng mà muốn giàu nhanh, ok. Chơi đòn bẩy ít năm. Ít năm bé bé thôi, ít năm 100 đô này lên 500, dùng cái vị thế 500 đô để chơi nè mới ngon nè, đó, ít năm.
tìm sàn Marine, sàn Forex gì đó, đánh Forex thì lót lót lớn lên, lót lót lớn lên, chọn đòn bẩy cao lên. Thế thì 100 đô thành 500, tại vì thế các bạn đang 100 đô, bây giờ các bạn đánh 500, ai cho bạn cái vị thế đó? À, sàn A cho bạn cái vị thế đó, sàn A là nhà cái, sàn A cho bạn 400 để nâng cái vị thế lên. Nhưng thằng sàn A này nó nói là tao đưa tiền cho mày, tao không yên tâm, tao giữ nha, mày không được rút bằng. Làm gì 100 đô được rút 500 tiền mày tao giữ. Mày vô con nào mày nói tao đi. Mày vô con nào tao cho mày vô nhưng mà tiền tao giữ. Xong rồi ông B lấy 500 đô này, ông B vừa vào một cái lệnh XRP chẳng hạn. Đố các bạn, ông B bị xử cái gì đầu tiên? Ông B bị thu phí ngay đầu tiên luôn. Đúng rồi. Bị tính cái phí liền. Vậy thì có phải là ông A cho vay cho ông B, B vay chỗ này nhưng mà thu tiền lãi trước đúng không? Thì thằng này nó thu tiền lãi trước đó các bạn. Thì cái câu chuyện này giống nhau không? Sàn nó giống nhau không? Nó thu tiền lãi trước. Ok chưa? Nhưng nếu như mà bây giờ các bạn mà âm thì nó thanh lý tài khoản bạn 500 đô, mà các bạn đi lệnh 500 mà chỉ cần xuống còn 400 thôi là các bạn âm 100 đô thì nó thanh lý tài sản các bạn đang thế chấp là 100 đô. Các bạn coi. Ok chưa? Nhưng nếu như mà các bạn trade win lên, các bạn trade win lên, các bạn may mắn các bạn trade win lên mà các bạn ở lại, các bạn không nhanh chóng trả nợ cho nó. Ông B nè, ổng vay tiền xong rồi ổng may mắn ổng thắng được tiền, ổng không nhanh chóng ổng trả nợ cho ông A. Thì về lâu về dài làm cơn ác mộng. Ông A sẽ có nhiều cái cách, nhiều cái cách để hạ vị thế ông B, để ông B không có khả năng trả. Thì ở đây cũng như vậy. Các bạn chơi Marine là các bạn đang vay mượn. Đang là vị thế của ông B. Các bạn vay mượn mà các bạn thắng mà các bạn không rút lãi. Các bạn không rút lãi, các bạn thắng mà các bạn không dừng. Mà các bạn cứ tiếp tục tăng vị thế của các bạn lên 1k rồi 1.000 đô, tăng volume lên 1k, 2k, thì có phải là các bạn chơi càng lâu càng ở lại là các bạn đang càng vay, giống như ông B càng lúc càng vay nhiều với ông A không? Vậy thì các bạn thấy hai câu chuyện này là một chứ đâu có hai. Hai câu chuyện này là một. Và câu chuyện này là câu chuyện mà chúng ta đang chơi mỗi ngày, đang gặp mỗi ngày mà chúng ta không thấy sợ. Nhưng mà qua cái câu chuyện thực tế về bất động sản ở bên Bình Dương thì các bạn là ngồi teo cả buri, nghe lại thấy sợ. Nhưng mà bản chất hai câu chuyện này là một. Đồng ý không? Vậy thì đối với chúng ta Marine thì có lãi luôn, luôn chốt. Cho nên các bạn thấy vừa rồi với bạn, ví dụ bạn Phong bạn đánh được 50 đô lên 5.500 đô, thậm chí lên 10.000 hai chẳng hạn lên. Thì nếu thì bạn Phong chốt lời quay lại về cái ngưỡng 50 đô. Chốt lời có nghĩa là không vay mượn nợ nữa, quay lại cái ngưỡng 50 đô. Thì tôi hỏi các bạn, bạn Phong ví dụ một cái người như Phong đánh 50 đô lên 5.000 đô thôi, không chừng 5.500 đô hay 10.000 đô đâu, 5.000 đô thôi là lên 100 lần đúng không? Lên 100 lần thì tôi hỏi các bạn, nếu như mà bạn đã chốt xong rồi bạn quay lại bạn đánh cái ngưỡng 50 đô, 50 đô đánh lên 100 đô dễ không? 50 đô đánh lên 200 đô dễ không? Đã cần đánh được 5.000 đô thì đánh lên 200 đô, 50 đô đánh lên 100 đô, 200 đô dễ. Nhưng nếu như mà 50 đô mà để cháy 5.000 đô dễ hay khó? Nếu bạn chốt lời rồi bạn quay lại cái ngưỡng 50 đô bạn đánh thì 50 đô để cháy được, để nhà cái làm cháy bạn được 5.000 đô, 5.000 đô là phải cháy 100 lần 50 đô. Bạn có nghĩ là bạn cháy liên tục 100 lần không? Nhà cái không có khó, không có dễ ăn của bạn. Cho nên tôi nói có lãi luôn chốt là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mấy ông mấy bà phải giữ cái volume, đừng có tăng volume, đừng có tăng, cứ tỉa dần tỉa dần tỉa dần, cháy nạp tiếp. Không tin bây giờ ông nào nạp 1.000 đô vào tài khoản các bạn cứ đánh 50 đô các bạn đánh thôi, không tăng lên nhiều. 50 đô này cháy đánh tiếp 50 đô khác. Còn hơn là các bạn nạp 1.000 đô các bạn đánh cháy còn 800 còn 600, xong từ 600 đánh lên 1.000, trời ơi xong rộng đường dài. Chi vậy? Quá cực. Tách nhỏ ra, tách nhỏ ra. Nghe bài này sớm hai hôm thì đã không ăn bánh mì như bây giờ. Đúng rồi, còn dài dài nữa, tôi nói chưa đâu, các bạn không hiểu nhà cái thì các bạn chơi bất kỳ những cái trò game, những cái quy luật của nó, không hiểu cái quy luật của nó, các bạn chơi exchange, marine, chơi cái quần gì các bạn cũng nạp cho nó đó. Cho nên nhiều người có hỏi là sàn nó có uy tín hay không, có scam hay không, hỏi làm chi, có năng lực rút đâu hỏi. Đằng nào chơi càng lâu càng càng thua. Đúng không? Chơi càng lâu càng thua. Ok chưa? Rồi. Đó, buổi này hơi bị dài. Nói chung, buổi hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh em
nãy giờ là lúc nãy là cái thứ nhất quản lý vốn, cách đi tiền chiến lược cho Xtrend, và cả hôm nay các anh em học viên cũng đang học luôn nè, như là các bạn mới cũng đang học nè, còn các bạn cộng đồng hôm nay cứ coi như nghe học luôn, học cùng anh em bên học viên chúng tôi luôn. Thứ tư chúng ta sẽ học qua một cái nội dung mới, và thật sự kiến thức trong ngành tài chính này nó nhiều lắm các bạn, tôi nói thật nhiều lắm các bạn, cho nên BT học viên họ học hoài à, mà cứ mỗi lần học như vậy là kỹ năng năng lực của họ tăng lên tăng lên tăng lên. Các bạn biết chỉ cần sau 1 năm thôi các bạn, những đối với bên cộng đồng họ so với team học viên không có so được, cách biệt nhau xa lắm xa lắm, đúng không? Giờ chơi lãi 30 40 là rút ra để cho đúng. Ví dụ như bây giờ chúng ta đã đánh margin, chúng ta ngày kiếm được 50 đô 100 đô dễ với các bạn không? Trời ơi, nó dễ lắm luôn. Vậy thì coi như cái đó không phải là tiền của các bạn, coi như tiền lãi, các bạn đừng coi nó tiền lãi đi, các bạn lấy cái đó các bạn bỏ con heo đi mua con HE nè, xong rồi làm gì, xoay con cái số lượng lên, tôi bày cho cách rồi. Giả sử cái chạc nó đi xuống đi, các bạn chơi các bạn hold till die luôn cũng được nữa. Tại vì sao? Tại vì tiền nó tiền lãi mà, tiền đó là tiền lãi mà, tiền lãi các bạn coi như đó là không phải của bạn, các bạn không cắt lỗ, các bạn không không mất, các bạn ngồi lên các bạn bán nó lại thôi. Các bạn trade với cái lúc đó là cái vị thế các bạn khác không? Cái vị thế các bạn cực kỳ khác luôn. Mà bản chất ở trong thị trường này nó hơn nhau cái chỗ vị thế. Hôm trước tôi đã có một cái bài ví dụ rồi, tôi nói Bitcoin bây giờ nó có về lại cái ngưỡng 30k. Có về lại cái ngưỡng 30k thì chỉ những cái thằng mà nó mua 60k nó chia hai. Những thằng mà mua 50k hay là 40k thì nó chia ba. Đúng không ạ? Thì nó chia ba, nhưng nếu như mà cái thằng mua 19k là nó không có chia nha, 19k lên 60k nó không chốt, thì bây giờ 32k nghĩa địa gì với nó mà nó chốt. Vậy thì rõ ràng là cái vị thế, cho nên xoay quanh là chúng ta phải củng cố được cái vị thế. Khi các bạn củng cố được cái vị thế này rồi thì các bạn hầu như các bạn cộng thêm cái việc các bạn có cái trường thắng xác suất lớn một, và các bạn chơi á, các bạn đánh cái gì các bạn cũng win hết đó, dễ win lắm chứ không phải lãnh gì cũng win, tại vì các bạn có vị thế tốt. Không có vị thế, không có vị thế thì nó xuống chút ngồi sợ xuống. Trời không hiểu đúng không? Rõ ràng ví dụ hồi nãy con thấy có một anh nói là có một bạn nói là trade bao nhiêu ạ? À? Ba à, bạn đó vốn 300 đô trade lên 1.200, xây lên 3.000 hay bao nhiêu, xong rồi bạn đó cắt rồi sau đó lại bị cháy lại, trade lên 4.000 xong rồi cắt rồi trade lại 3.000. Tôi nói trời ơi, đã bạn đã trade được từ 300 đô lên 4.000 đô mà tại sao không nghĩ là bạn không đang nhìn thấy cái mà bạn đang có là năng lực của bạn trade từ 300 lên được 1.000, 2.000, 3.000, mà bạn lại đi nhìn thấy cái mà bạn nhìn thấy cái mà bạn không có là đang 4.000 muốn trade lên 8.000. Nếu như thời điểm đó từ 300 đô bạn trade lên 3.000, 4.000, bạn chốt bà nó đi, bạn reset game lại, bạn chơi lại cái trò game như cũ là 300 đô lên 1.000 đô tiếp cho tôi, còn cái tiền đó bạn bỏ vào exchange, bỏ vào exchange chơi căng cái số lượng lên coi thằng nào lì với bạn. Một người gồng, một người vào lệnh gồng bằng tiền lương của mình, một người vào lệnh gồng bằng tiền lãi từ chỗ nào đó, hai thằng nó khác nhau đúng không? Vì thế hai thằng khác nhau. Đây tôi coi ông nào nãy hỏi trên đây nè đó. Thì nội dung hôm nay quản lý vốn thì có chỉ cho các anh em về Xtrend, chỉ cho anh em cách margin, dùng margin chuyển qua Xtrend, ok chưa? Rồi hồi nãy chia sẻ về cái chu kỳ, ok chưa? Rồi tiếp thêm một cái nữa là cái nguồn lực các bạn phải tập trung vào một trong hai con ba con thôi, hãy làm tỷ phú làm triệu phú của một cái đồng coin nào đó, chứ đừng có con, chứ đừng có nghĩa là triệu phú các bạn con nào các bạn cũng mua, không có ổn. Các bạn thử dành cả 6 tháng các bạn đánh thử một con, các bạn cố gắng tăng cái số lượng nó lên, các bạn dành 6 tháng các bạn tìm hiểu một cô gái hiệu quả hơn nhiều là con nào mà các bạn cũng đi theo nó cũng bám theo nó hết, ok chưa? Rồi chơi thì chọn lúc đó chọn tùy con, chọn những con mà nó có thanh khoản nhiều có thể chơi tăng là số lượng, ví dụ HE nè, BNB nè, EKH nè chẳng hạn, nó chơi tăng là số lượng đúng không? Chọn những con đó, tập trung những con đó rồi đâu đó nội dung chỉ có nhiêu đây thôi đấy. Rồi ngày thứ tư này, bữa nay là thứ hai, thứ ba này up up ngày mai up thứ tư, team học viên chúng ta sẽ học thêm những cái nội dung mới, hy vọng là mỗi cái nội dung mỗi như vậy sẽ nâng cao cái trình độ của các anh em dần dần lên,
Rồi đến một ngày nào đó tự nhiên tài sản của các bạn có. Tài sản các bạn có không phải là vì các bạn soi cái kèo mà các bạn kiếm được tiền, là bởi vì cái kiến thức của các bạn nó tăng lên rất là nhiều rồi so với trước đây. Kiến thức của bạn lên một tầm tầm cao mới, tự động cái ngưỡng tiền mà các bạn cầm nó lên cái bậc khác rồi. Các bạn tin tôi đi. Tự động tiền các bạn lên, cái lực tay của các bạn lên liền à. Em đánh từ 200 lên 15k nè mấy ông chỉ FP sau khi cháy sạch. Mấy ông chỉ FP là cái gì? Đó là tham lam, 300 lên nhiều lắm, 300 lên 5.000, 4.000 này nhiều lắm. À future hả? Đánh mấy ông future hả? Em đánh từ 200 đô lên 15k nè mấy ông future. Mấy ông future, mấy ông chỉ future sau cháy sạch à. Future cũng là một hình thức vay thôi các bạn. Mà nhớ nha, đánh Marine và vay thì nhớ là cái câu chuyện ông Nguyễn Văn A Bình Dương, nhớ không? Nhớ câu chuyện đó để sợ. Và nhớ cái câu chuyện đó rồi cô nói luôn nha, các bạn nghe những cái bài học như vậy rồi cô nói 3 tháng 6 tháng sau kêu các bạn quên, các bạn không quên được đâu. Tại vì đó là những cái thực tế nó đã có và nó ăn nó đi rất là sâu vào cái nó rất là bình dân học vụ và nó cho anh em mình nhớ. Nhớ chai tê và con ruồi hả? Cái bó tay. Đúng là còn cái nịt nè. Chưa đâu, cái nịt cũng không còn luôn chứ đừng nói còn cái nịt. Các bạn coi nè. Các bạn để ý nha, trong cộng đồng của chúng ta một thời gian sau khi BKC nó điều chỉnh nó quét như vậy, dần dần tự nhiên người cũ đi hết, người mới lại vào và năm nào cũng như vậy. Còn nếu các bạn muốn là những cái người 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 bị đào thải á, cứ ngồi đó ngồi chỗ đi. Sắp tới trade đã khó khăn rồi mà bị siết thêm một số cái rồi thuế rồi này nọ các kiểu, tôi chóng mắt ăn coi mấy ông trade thắng hay thua. Lớp học viên quyển mới không, team học viên á, các bạn hiểu một điều nè, khi các bạn sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện, và cái team học viên tuần nào cũng có, các bạn hình dung không, tuần nào cũng có, cái vấn đề là các bạn có đủ cái phí hay không thôi. Mà ra phí của nó bây giờ là 1k2 á, trước đây là 500 rồi đến 868 1k2, và lọc như vậy để làm gì, tại vì lọc nâng cái phí cao lên để lọc cái người vào thôi. Rồi có nhiều bạn dễ dàng vào quá xong rồi học rồi tận dụng để huy động vốn. Mới đây bên 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 cộng đồng đó có ông nào đi huy động vốn đi scam cộng đồng nữa, cũng cần bên team học viên học xong rồi ra bị đuổi. Tôi kích ra ngoài rồi đi làm đủ thứ mang mang tiếng. Cho nên tôi nâng lên là để lọc đầu vào thôi. Tại vì những cái người mà đã có cái có năng lực để có thể cái năng lực tài chính để thể tham gia những cái khóa mà 1.200 thì cái tư duy và cái tư duy và cái cách nhìn nhận về đồng tiền của họ nó khác lắm, nó khác với những cái ông vài trăm đô. Chia sẻ về kinh tế vĩ mô, ok, sẽ có một cái buổi và các bạn yên tâm sẽ có những cái buổi như vậy nữa, chia sẻ đều đều, tại vì các bạn chỉ có khoảng đâu đó một năm rưỡi để kiếm tiền thôi, sau một năm rưỡi nữa là trò game nó reset lại và nó khốc liệt hơn, rất là khó để kiếm ăn. Em on in BCH lúc giá 959 595 mà giờ xuống còn 495, giờ nên làm sao? Có hai cách, một là bạn trade tăng cái số lượng của BCH, canh lên bán xuống, canh lên bán xuống, lên đây là bán xuống mua lại, bán xuống mua lại để tăng số lượng. Hai, nếu như mà cái việc thấy bạn không tốt thì cắt bà nó đi qua con khác, tại vì BCH không thể ngoài cái cách BCH trên USD, ngoài cái việc mà trade BCH trên USD canh lên sell xong xuống mua lại thì không có cách nào để tăng được số lượng hết. Đấy. Cứ đánh 1% vốn thôi, đừng quan tâm bao nhiêu, thật ra không ổn, đánh 1% vốn đừng quan tâm bao nhiêu không ổn. Cái đó là một cái trò chơi mà nhiều người đang đồn thổi bên ngoài, đang nói bên ngoài là xác suất tỷ lệ xác suất phần trăm gì đó, của nó thật với các bạn đánh theo vốn 1% á, thực tế cũng không có thắng được nhà cái đâu, tôi nói thật đấy, không thắng được đâu. Tại vì các bạn chúng ta là player, chúng ta chơi, chúng ta liên tục bị nhà cái nó hạ vì thế, liên tục bị hạ vì thế thật. Anh có chia sẻ thư viện sách cho mọi người không? Có. Ok, bây giờ cô mới chia sẻ về một cái link. Một lát cô sẽ up một cái quyển sách. Đây. Một lát cô sẽ up cái quyển này. Tài chính hành vi. Quyển này cô khuyên các bạn nên đọc. Các bạn nên đọc. Bởi vì trong đây có kinh tế vĩ mô trong đó, có tâm lý giao dịch trong đó, tâm lý đám đông, tâm lý cá nhân và rất là nhiều thứ trong đó. Các bạn nên đọc, các bạn đọc đi, những cái này cô đọc hết rồi, xong rồi các bạn đọc xong rồi anh em mình cùng đọc xong rồi một ngày đẹp trời anh em mình zoom xong rồi cô sẽ chia sẻ về nội dung trong đây, thì lúc đó ít ra trong đầu các bạn có cái để hỏi,
Thì khi các bạn hỏi như vậy, lúc đó cô sẽ chia sẻ, cô giải thích, thì lúc đó nó ra rất là nhiều kiến thức, nó vỡ rất nhiều kiến thức. Tại vì trong cái ngành này kiến thức nhiều lắm, không cái nào mà học sớm một muộn, một sớm một chiều mà giỏi lên được đâu. Các bạn theo theo bên team học viên, các bạn phải luyện đâu đó khoảng 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, dần 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 thì cũng được như vậy thôi. Ví dụ như bạn Phong là join vào sau sau 6 tháng, 7 tháng gì đó, bạn đang làm bây giờ đang làm admin đó. Bạn bây giờ kỹ năng của bạn mà so với phiên bản cũ trước đó là khác nhiều lắm. Và khi cái trình độ, cái chất xám của chúng ta tăng lên rồi thì tự động tiền nó chúng ta tăng lên rồi. Chúng ta nhìn cái gì chúng ta cũng thấy được tiền đó. Còn không thôi chúng ta nhìn cái gì chúng ta cũng thấy tiêu cực đó. Uptrend mà đánh còn chết nữa thì downtrend đánh làm sao thắng. Đúng không? Không có cách nhìn rõ, không có cách nhìn đúng đắn thì uptrend đánh còn chết chứ đừng nói downtrend đánh. Ok không ạ? Thôi bây giờ để mình chia sẻ cái đường link này nha. Một ngày mai, sáng mai mình sẽ up. Mình sẽ up cái quyển đó lên. Để mình làm cái link mới lại cho các bạn join vào. Ai chưa vào thì vào, ai vào rồi thì đừng có dạy mà nhảy ra, tại vì có đổi link liên tục, các bạn out rồi các bạn không có join vào lại được. Các bạn out rồi các bạn không có join vào lại được. Nha. Đây là cái thư viện sách cổ quý hiếm, đây là cái tủ sách của tôi thấy quyển nào hay úp lên, lát tôi sẽ úp cái quyển tâm lý hành vi lên cho mọi người, ai chưa cho vào đi. Và sau này cô còn úp nhiều thứ nữa nữa, trong đây nó có nhiều quyển nè, bút tích học nè đó, bí kíp kiếm 1.000 đơn trên online bán Shopee, Lazada, Facebook chạy quảng cáo Facebook, khóa học của Donald Chu, đủ thứ hết trên đây, nhiều lắm, nhiều lắm đó, có cả clip luôn chứ không phải là. Ok, chia sẻ về cách ổn định lại tâm lý khi đã mất tiền. Trước đây con số chính xác của tôi là mất 4 tỷ 6, sau đó tôi vay gia đình 700 triệu. Toàn tiếc. Thì những cái buổi này, những cái này cô đã nói, trước đây cô nói những cái clip cũ rồi, các bạn cũng có thể dễ dàng nghe lại được, nhưng hôm nay muốn thì cô vẫn sẽ chia sẻ tiếp thôi. Cái cách mà để thoát ra được cái giai đoạn này á là nhìn lại chính mình. Tại vì thật ra khi chúng ta đánh, chúng ta các bạn biết khi cô đánh cái năm đó cô đánh á, là ông thủ tướng Nhật AB ổng lên, thì ổng lên có một số chính sách mà lúc đó cô đánh theo phân tích cơ bản là rất là ổn, anh em lúc đó anh em coi ai cũng phân tích đúng chuẩn chỉnh, không có ai phân tích ngược, nhưng mà thực tế cái chiều hướng mà chúng tôi phân tích đó, nó không có diễn ra, nó chỉ diễn ra khi mà thống đốc ngân hàng Nhật Bản lên phát biểu đồng thuận, thì lúc đó cái chính sách của thủ tướng Nhật AB mới được triển khai nha, lúc đó giá nó mới di chuyển, giá mới nó lên, thì lúc đó tài khoản cho tôi có ăn mẹ nó hết rồi, DCA mà ly mà, tại vì thời điểm đó vị thế của chúng tôi là phân tích kỹ thuật cứng, phân tích cơ bản cũng rất rất ok, tự tin lắm, nhưng thực tế market nó vẫn đi theo cách của nó, mình đúng đấy, nhưng mà giá nó khi nào nó đi thì không biết. Cũng giống như cái ông mà cái cậu miner trong cái group chat của chúng ta đấy, vừa rồi phân tích chuẩn đấy, nó phân tích là về lắp ráp là đúng đấy, tôi lại có nói một câu rồi, cô nói phân tích đúng lắp ráp đúng, nhưng mà cái lúc mà BKC về lắp ráp thì không biết là tài khoản còn hay không thì không biết à. Và vừa rồi các bạn thấy nó ngồi nó sell bao nhiêu lệnh Bitcoin, nó quất một phát lên 41.300, lệnh sell nào mà không chết, lệnh sell từ 38 mà lên cái 41.300 mà sao không chết, cháy sạch xong biên rớt rồi 32.000 thì nó đúng rồi đó, nó đúng đó. Bây giờ có điều là không có tiền thôi, các bạn hình dung không? Cho nên market là nó rất là biết cách an bài, nếu các bạn không có vị thế tốt các bạn không chơi được trò này, tôi nhắc lại các bạn không có vị thế tốt không chơi được trò này thật, tại vì nó sẽ hành hạ bạn hoài luôn, hành hạ hoài luôn. Và cái lúc mà tôi có ăn á, cái việc của tôi các bạn biết là gì không ạ? Là cô đi vay thêm tiền 4 tỷ 6, tôi ngồi ức lắm. Tôi tự nhìn lại mình, tôi thấy là mình rất là giỏi về phân tích kỹ thuật, không tệ, kiến thức không tệ, mà tại sao lại thua như vậy được? Không, mình thua mình vẫn vực dậy được thôi. Đi vay một khoản tiền lớn 700 chai rồi, toàn tiếp, lại toàn tiếp, đâu đó còn mấy chục triệu. Sau đó cái việc tôi là tôi chán nản và tôi đi tham dự một cái khóa thiền 10 ngày Vipassana. Và cái khóa thiền đó thì nó khá thú vị. Lên khóa thiền đó thì không có được nói chuyện, điện thoại để lại hết, tới cũng đúng giờ là đi đọc kinh, đúng giờ là ngủ, đúng giờ là ăn, đúng giờ ăn, đúng giờ ngủ, đúng giờ tập thể dục, đúng giờ đọc kinh, giống như nuôi heo vậy đó, nuôi heo có giờ cho ăn, tới giờ kia ngủ là cho ngủ. Nhưng mà nhờ không có được mở miệng nói chuyện thì lúc đó mình dành nhiều thời gian để mình coi lại cái nội tâm của mình, cái chính mình bên trong, thì lúc đó mình tự hiểu mình, lúc đó mình nhìn lại chính mình thấy là mình cứng đầu quá, mình giỏi thì đúng á,
Nhưng mà bản chất mình giỏi như vậy không có nghĩa là cả thế giới nó đi theo cái sắp đặt của mình, nó đi theo cái kế hoạch của mình, không, nó vẫn đi theo cách riêng của nó, còn mình giỏi là chuyện của mình. Còn khi mà mình thua rồi, cái việc của mình á, chuyện đó khá lâu rồi, khi mà mình thua rồi á, cái việc của mình không phải là mình thua rồi là mình đang đang sai chỗ nào đó rồi, cái việc của mình là mình nhìn lại chính mình khắc phục nó, chứ không phải là cố gắng gỡ lại, phải cố gắng gỡ lại. Có bạn nói là tối nào cũng thiền 15 phút, đó là một điều tốt, nhưng tôi nói các bạn thiền nó có nhiều cách, thiền nó có thiền deep, thiền dark nha. Trader có trader deep, trader dark, admin bên ngoài nó cũng có admin deep, admin dark đó. Các bạn thiền sai cách, các bạn dễ dàng để một số năng lượng xấu nó vào, nó chiếm cái ngôi nhà thân xác của các bạn. Đó, tôi chia sẻ, các bạn người nhà cô đã bị rồi. Đó. Và khi mà nhìn lại chính mình rồi bắt đầu mình thấy nó vô vi, đời này có lên thì cũng có xuống thôi rồi. Có lúc đó thời điểm đó có hai cách để các bạn, thời điểm đó cô nghĩ cô biết cô chỉ có hai con đường để cô hai con đường cô đi thôi. Một, ngồi than thở và mãi mãi không bao giờ kiếm ra được 4 tỷ 6, rồi than thở hoặc là cự sát mẹ nó đi, chết bà nó đi cho rồi, thì cô mãi mãi cô chọn cái hướng số 1 đó, cô không bao giờ cô kiếm được 4 tỷ 6. Hai là phải lót những cái viên gạch lại từ đầu, xây lại thôi, kiên trì, trân trọng đồng tiền, trân trọng đồng tiền. Tại vì khi các bạn lúc đó thời điểm đó các bạn đã đánh một cái volume rất lớn rồi, lúc đó các bạn đánh những cái volume nhỏ các bạn thấy rất là dễ kiếm tiền là cái thứ nhất, đúng không? Các bạn đã cháy cả khoảng 5.000, 10.000 rồi, bây giờ các bạn đánh 50 đô các bạn thấy đánh dễ không? Rất là dễ. Thì lúc đó cô chọn cái cách mà dễ cô làm, cô không chọn cách khó nữa. Tại sao cô phải đi kiếm thêm 1.000 đô, cô đánh lên 200 rồi 200 đánh lên 400 lên 5.000 lại, đúng không? Cô chọn cách dễ cô làm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cố gắng học, học và học, cập nhật kiến thức, học đủ thứ hết, học và bắt đầu nhận ra một số cái nguyên lý nền tảng của tài chính, bắt đầu chúng ta có được cái lãi suất kép, vận dụng nó từ từ, nó sinh lãi, và các bạn hành có cái tư duy đó, hành sự đúng đắn đó, thì tự động cái vận may các bạn nó tới, cái tâm của các bạn nó an rồi, tự động cái điều tốt nó tới. Cho nên cô nói tâm lý rất là quan trọng. Cô trai một thời gian xong rồi, cô có ông bạn làm bên ngân hàng thì ông giới thiệu, ông rủ tôi đi tham gia vào. Thì lúc đó là một người bạn giới thiệu tôi, không phải là giới thiệu nữa, tại vì ông này cũng vào xin cái việc đó thôi. Ông này có người quen ở trong đó làm bên ngân hàng, ổng muốn làm banker, ổng rủ tôi đi đi apply chung vào. Nhưng mà khi họ vào thì họ yêu cầu chúng tôi đưa một cái bản giao dịch thực tế tối thiểu là 6 tháng đến 9 tháng. Thì khi cô đưa cái bản giao dịch của cô cho họ, cô đưa cái history trade của cô cho họ, thì lợi nhuận của tôi tăng tăng đều đều mỗi tháng như vậy là 17 cho đến 18% tăng đều đều. Các bạn thấy ít không? Thực tế đánh forex của thằng một tháng của ăn có mười mấy phần trăm, 17-18% là ít rồi ít, trong khi mấy mấy bạn ở đây nhiều khi trade một ngày ít hai tài khoản forex mẹ nó rồi, đúng không ạ? Chưa nha, các bạn biết kết quả là sau đó hai anh em, cô mang ơn của người này là người kéo tôi vào, một cái duyên kéo tôi vào đăng ký, và sau đó cô được nhận, người này lại không được nhận. Tại vì khi show cái bản history trade của cái anh này là 8 tháng mấy, trong khi cô chỉ có 6 tháng thôi, nhưng lợi nhuận của cô tăng đều và bền vững 13, 10, 17, 18%. Cái anh này, ảnh có những tháng là ít 3, ít 4. Có những tháng ảnh thua đến 50% tài khoản, nhưng mà nhìn chung sau 6 tháng, 7 tháng, tài khoản của ổng trade, ổng tăng lên là gấp 7 lần, 8 lần là bình thường. Nhưng cái kết thực tế băng cơ nó lại không dùng người, không không apply, không approve cho ông kia vào, mà lại duyệt tôi. Và cô cũng không hiểu luôn, cho đến mãi sau này tôi vào cái môi trường đó rồi, cô đánh tôi được một số anh chị em trong đó người đi trước, họ dạy cho cô biết. Thực tế cô không là gì trong cái này cả, kiến thức mà cô biết cô tưởng cô giỏi lắm rồi, thật ra không cần nghĩ địa với họ. Lúc mà khi những cái người mà cầm cái lượng tiền lớn rồi, họ giao dịch cái với một cái tư duy, một cái tầm nhìn khác với tôi hồi đó giao dịch nhỏ lẻ. Thậm chí bây giờ các bạn đi giao dịch, các bạn cứ nghĩ là 100 đô đánh lên 1.000 đô, 1.000 đô đánh lên 10.000 đô, sai lầm. Khi cái lượng tiền các bạn cầm lên càng cao càng nhiều thì cái suy nghĩ các bạn, cách quản lý vốn các bạn nó phải khác. Các bạn biết vào cái môi trường đó rồi, tôi đánh một thằng khác nó SL, một thằng khác SL ức chế không? Các bạn đánh thì các bạn nghĩ cái SL, nhưng mà không nha, nó không có giao cục tiền lớn như các bạn đánh. Cái đầu tiên tôi nó nhận tôi là bởi vì tôi có một cái lợi nhuận phần trăm đều đặn và không có cái đột biến là x2 xong rồi ngày hôm sau âm 10%, không, tôi đi đều đều một tháng như vậy.
Nó nhận tôi vào xong rồi nó cho là cái việc của tôi là cô đánh test thử một cái lượng tiền nhỏ, cô đánh xong rồi bắt đầu nó cho tôi vào hòa chung vào cái hệ thống của nó đánh, thì lúc đó đánh một cái lượng tiền lớn nhưng tôi đâu có được rút tiền đâu, đương nhiên là không có rút được rồi, mà điều vui nữa là tôi không quyết được SL, tôi có thể chọn TB nhưng tôi không quyết được SL, đôi lúc TB của thằng khác nó chốt luôn chứ không phải là tôi được chọn TB nữa. Và chúng tôi có một cái ngưỡng TBS, có một cái ngưỡng TB riêng hết. Cái quyền của tôi chỉ được TB ở một cái ngưỡng nào đó thôi, tôi không được quyền TB cao hơn. Các bạn nghe phi lý không? Bạn nghe phi lý không? Và đến cái ngưỡng nào đó tự động có con SL, lúc đó chính cái việc đó nó làm cho tôi đánh rất là thoải mái. Vào lệnh sai kệ mẹ nó, có con SL. Tiền không phải là của mình. Tiền không phải là của mình. Nhưng đối với một cái môi trường nhà cái nó khác, lúc đó nó sẽ thấy là nó setup như vậy nó lại có lợi, là bởi vì ví dụ cô đánh đi, cô cầm cặp khoản quỹ, cô đánh một ngày đẹp trời, cô gây lộn với vợ hay người thân gì đó, tâm lý cô bất ổn, cô đánh toàn hết tài sản coi làm sao, nó không có cho cái SL, hoặc là cô đánh cô lì lì, cô không nỡ cắt lỗ, nó không cho cô không nỡ cắt thì là điều gì xảy ra, còn khác SL. Đến một cái giai đoạn cô bị SL hoài luôn, cô đi dễ sợ của nó, bây giờ có đánh nữa, tại vì thằng thằng đánh nó có KPI riêng, thằng SL có KPI riêng, bây giờ ông kêu thằng nào đánh đi, tôi đi SL của nó, cô lấy KPI. Chính lúc mà cô trải qua những cái giai đoạn này rồi, bắt đầu cô mới hiểu ra à, SL nó cực hơn là vào lệnh nha. SL nó cực hơn vào lệnh. Các bạn ở đây có ai làm test đâu không? Làm IT không? Cái thằng viết code nó dễ lắm, nhưng mà thằng test là ngồi mò chết bà luôn á. Lúc đó cô mới thấy là tôi lại đi chọn, bản chất cô là người mới vào, công ty giao cho cô cái việc nhàn dễ cô cũng làm, cô đi tìm việc khó cô làm. Nhưng mà nhờ gặp gỡ những anh em băng cơ đó như vậy, thời gian sau tôi học được rất là nhiều thứ và phát sinh ra hệ thống giao dịch. Và tôi đã tạo ra được bốn cái hệ thống giao dịch để phù hợp cho bốn cái dạng nhà đầu tư trong thị trường này. Chủ yếu là thay đổi cái vị thế của các bạn vào các bạn đánh vị thế nó thoải mái lắm. Học hệ thống giao dịch đánh vị thế nó thoải mái lắm. Vị thế thoải mái rồi các bạn tỷ lệ thắng của các bạn nó cao lắm, chưa kể đến cái việc là hệ thống giao dịch đó đã được xây dựng trên cái trường thắng lớn hơn một nữa. Thì trường thắng lớn một là giống như cái ông A đó, ông A mà cho ông B vay vay thì ông A đời nào toan, toan là chỉ thằng B toan thôi, thì các bạn đang được đảo vị thế lên làm ông A đó thì nó sẽ thoải mái đó. Hình dung không? Đấy. Đấy. Mượn tiền mà dính với giang hồ là toan rồi đó. Và các bạn biết tôi train thời gian xong rồi, tôi đánh bên băng thời gian xong rồi, tôi biết được một số mối quan hệ, thì nhờ cái mối quan hệ đó có những cái người mà họ rất là nhiều tiền, họ mời cô về đánh tài khoản riêng cho họ, và cô ngưng ở bên băng tại vì lúc đó thu nhập bên đó nó nhiều nhưng mà không có thực sự là giúp cô vực dậy, không thực sự giúp cô vực dậy. Sau đó cô đi đánh riêng, đánh tài khoản quỹ riêng cho một người, và nhờ người này cô tạo lên rất là nhiều tài sản cho người này, và cô lại được lấy cái phần trăm cao hơn, và từ đó cô vực dậy. Vực dậy xong rồi cô ngưng, cô không đánh với cái người này nữa, cô không đánh cho cái chị này nữa. Chị này ở ở Việt ở Việt ở ở Hồ Chí Minh và cả Hà Nội là 10 18 17 18 cái tiệm vàng đó. Tiệm vàng đấy, nhưng mà đằng sau là nuôi cả một cái đội ngũ trader đó. Nói như vậy. Và khi mà cô ngưng, cô vẫn giữ cái mối quan hệ tốt với cái người này là ân nhân của tôi. Và cô ngưng cái chị này, chị mới nói là em đang làm tốt mà tại sao ngưng, hay là giữa chúng ta có cái lợi nhuận không ổn thì mình có thể deal lại. Cô nói không. Em rất là mang ơn chị. Ơn của chị em mang không hết, chị là người một trong những người kéo em giúp em vực dậy, nhưng em biết em ngưng là bởi vì em không em muốn giữ cái vị thế tốt của em, tại vì em khó khăn, em cần tiền thì em đi đánh thuê, nhưng khi em đã vững rồi em không muốn đi đánh thuê nữa, tại vì đánh thuê cho người ta nó lại dính đến cái nhân quả, có nghĩa là ví dụ như các bạn hiểu như thế này, cái phước của các bạn bao nhiêu, cái phước của các bạn đang xài được 100 triệu, các bạn đừng cố các bạn đi vay lên 200 triệu 300 triệu đi xài. Các bạn xài được cái khoảng 200 triệu 300 triệu thì chẳng qua các bạn đi vay mượn một cái phước tương lai thôi. Đến một lúc nào đó các bạn không có đủ cái phước để các bạn không có đủ cái phước để hưởng cái quả đó đó, các bạn trả lại hết à. Cho nên cô nói ở trên này có nhiều người chơi bùa ngải, bên giới văn nghệ sĩ có nhiều người chơi bùa ngải là chẳng qua họ vay mượn cái phước của tương lai thôi. Họ vay một thời gian xong họ bây giờ họ xài họ sướng lắm, nhưng mà đến cuối đời là họ oan, là tại vì họ phải trả lại hả? Đạo nào giáo nào cũng không thoát luật nhân quả, cho nên ví dụ cô may mắn cô thoát được cái khoản nợ đó và cô hiểu được cái quy luật
nhân quả, nhân quả đấy, lý thuyết đau là nhân quả đấy, trong một đợt ăn luôn có điều chỉnh, muốn ăn tiếp là phải có điều chỉnh, là phải cho nó xuống thì nó mới lên, là nhân quả đấy. Thì hiểu được cái triết lý này rồi thì bắt đầu cô mới ngưng và cô biết là ok, sức của mình thì mình xài, mình không muốn dùng cái lực của người khác nữa, không muốn mượn cái lực của người khác nữa. Cô ngưng và bây giờ đôi lúc cô vẫn cho kèo, cô cho thông tin, cô chia sẻ những thông tin, à chị vào con này đi, con này ngon, con kia ngon, cô vào. Nhưng cô cho xong là người đó có vào không cô không quan tâm, người đó có ăn hay lộn, ăn lời TBS là cô không quan tâm. Lúc đó là chính họ vận hành trên cái tiền, cái phước của họ, chứ cô không can dự vào nữa. Tại vì ví dụ như họ, phước của họ đang hưởng 100 tỷ, tự nhiên cô giúp họ, cô cày lên, cô cũng được tiền trên đó, đúng không ạ? Tôi được cái phần tiền trên đó dựa trên cái phước của tôi, nhưng mà vô tình cô giúp cho người đó được cái phần tiền nhiều hơn cái phước mà họ đang được nhận. Thì một thời gian sau thì cô bị cộng nghiệp, cô hiểu được cái đó. Từ cái buổi thiền thì cô vực dậy rồi, cô ngưng, và đến bây giờ cô vẫn giữ một cái vị thế là gì? Không vay mượn. Các bạn nếu như đang vay mượn thì làm ơn làm phước nhớ cái câu chuyện về ông Nguyễn Văn A Bình Dương nha. Các bạn vay là các bạn đã mất vị thế đó. Các bạn vay không mất vị thế. Và nhớ cái câu chuyện quản lý vốn vừa rồi cô chia sẻ không ạ? Quản lý tài chính cá nhân có 4 cái yếu tố. Các bạn chỉ được chọn đòn 7, tức là vay mượn khi các bạn làm ra được bước 1, 2, 3 rồi mới chọn cái số 4 là đòn 7 tài chính. Bước 1 là kiểm soát chi tiêu, bước 2 là gia tăng thu nhập, bước 3 là tài sản sinh lời. Đúng không ạ? Bước 4 mới là chọn đòn 7 tài chính. Nếu ngay ban đầu các bạn bước vào cái bước 4 đòn 7 tài chính thì các bạn toan, bởi vì các bạn không có xây dựng được cái nền 1, 2, 3. Ok chưa? Đó, muốn chia sẻ thì chia sẻ. Cho nên những cái buổi như vậy mà các bạn hỏi càng nhiều á, nó càng gỡ ra nhiều cái kiến thức vấn đề trên đó. Rồi, chơi Vermin, chơi Marine là vay mượn chứ gì nữa. Chơi Marine là vay mượn đấy. Cho nên nếu như mà năng lực chúng ta có, phước chúng ta có, chúng ta đánh Marine chúng ta kiếm được tiền thì rút lãi đi, đừng có tăng volume. Bạn tăng volume thì bạn ăn nhiều hơn, là nhiều khi cái phước của bạn không có đủ để gánh cái đó đâu, không có nhận được cái đó đâu, chưa đủ. Còn nếu mà xét cái đó là xét theo nhân quả, còn nếu mà xét theo cái tâm lý cá nhân trên trade á, là cái quả cả mà các bạn đang đánh, tài khoản các bạn đang cầm chỉ có 100 đô thì thôi, cầm 100 đô đi, đừng có cố cầm 10.000 đô đánh. Cầm 10.000 đô chỉ có toàn thôi. Rồi thôi, 10 giờ mấy, 11 giờ rồi hả? Thôi bye các anh em ha. À, thầy chia sẻ về lắp gáp. Thực ra cái lắp gáp á, nó như thế này nè. Bên bên Forex thì nó sẽ có những cái gáp. Gáp thì dễ rồi, nhưng mà bên Ripple á, nó có những cái gáp. Ví dụ những cái Ripple thì bản chất nó không có gáp đâu, giao dịch 24/24, nhưng mà nó có những cái hợp đồng thông minh á, những cái hợp đồng tương lai á, những cái hợp đồng tương lai á, thì nó bị ớp vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật gì đó, thì nó mới có những cái khoảng trống đó. Nhưng nhìn chung là hầu hết 90 mấy% giá nó quay về nó lắp gáp, còn khi nào quay về thì lỗ ấn chưa nói. Cho nên cái khái niệm mà đánh khai lắp gáp thì ok, nhưng các bạn phải cẩn thận tính toán trường hợp là nó rất là lâu nó quay lại nó lắp nha. Rồi thầy ơi, nếu chồng cho vay 10k để mua coin thì không biết có nên cầm không, em sợ mất vị thế. Nếu chồng mà cho vay thì ok, nhưng mà phải hỏi, nói với ông chồng nè, anh cho tôi vay 6 tháng hay 1 năm, nói cho rõ. Chứ đừng có kiểu là cho 6 tháng, nói miệng nói 6 tháng 1 năm, xong rồi hay sau 1 2 tháng nó anh kẹt tiền quá em trả tiền lại anh, là nó vỡ cái kế hoạch mà bạn đang kinh doanh, vỡ cái kế hoạch mà bạn đang setup, đang xây dựng, hình dung không? Xác định được khung thời gian cái đã, xác định được khung thời gian, nó thề thốt với bạn, nó ký hợp đồng với bạn là cho bạn vay 6 tháng 1 năm, chốt được cái đó bắt đầu mới lên kế hoạch, mới lên kế hoạch giao dịch, mới lên kế hoạch đầu tư đánh các kiểu, hình dung không? Đúng không ạ? Chứ không phải ai muốn cho mình vay tiền là mình cũng vay đâu nha, kén lắm á. Không phải ai đem tiền cho cô vay cô cũng vay đâu, cô kén lắm đó, phải cập như vậy. Bắt có ký hợp đồng đàng hoàng hay không? Có. Nó mà vi phạm hợp đồng là đừng cho lên giường ngủ chung, cho ra ngoài đường ngủ. Nhà phải có nóc. Lúc đó bảo chồng lấy tiền cho gái đòi được không? Hợp lý ghê luôn. Đây là người cần trải. Một người đàn ông trong gia đình phải cho hay. Rồi thôi, nãy giờ cũng chia sẻ nhiều rồi. Yên tâm đi, những cái buổi sau bắt cai sữa là được à. Hợp lý ghê. Rồi yên tâm đi, những cái buổi sau chúng ta sẽ có nhiều cái chủ đề nữa. Chủ đề về trong thị trường này nó nhiều lắm, kiến thức chúng ta cần học nhiều lắm. Mỗi ngày học ít thôi. Ha. Bye bye ha. Giải thích 1% chắc buổi sau đi, hôm nay dài quá rồi. Giải thích về 1% cái này nhiều khi nó dính đến hệ thống giao dịch, để mình chắc lọc lại cái cách cho các bạn. Chứ còn giải thích hết thì nó lại nằm trong cái khóa bên kỳ học viên, không nói được.
thầy nghe thầy nói là biết đọc sách nhiều, đúng rồi, tôi đọc nhiều lắm, tại vì tôi bị thất nghiệp mà, tôi đâu đi làm đâu, đâu còn ngồi ở nhà không à. Ok, bye các anh em ha, rồi hôm sau hẹn hôm sau gặp lại, thứ năm gặp lại, thứ năm sẽ có chủ đề mới cho các bạn ha. Ok, bye cả nhà. Rồi, làm sao bây giờ, làm sao tắt? Lại tắt không được. Anh out rồi em tắt, nhưng mà anh phải out hẳn cái zoom ra ấy, thì em mới tắt được. Không, anh out room luôn rồi á, mà nó đây để thường là anh phải bấm Tab Manager anh tắt nó mới ra được. Mỗi lần tại vì anh đang chế độ ghi hình nó hay bị lỗi như vậy á. Anh cứ tắt đi xong rồi em tắt. Ok.